chương 1 nghe chọn bộ tại mê com Thư của cử nhân N. hiệu trưởng trường trung học Summerside, gửi tới Gilbert Bly, sinh viên y khoa ở Đại học Redmond, Kingsport. Bạch Dương lộng gió, đường Ma, Summerside, đảo Hoàng tử Edward thứ hai, ngày 12 tháng 9. Anh yêu, địa chỉ này thật ngộ quá phải không? Anh đã nghe cái gì hay ho đến thế chưa? bạch dương lộng gió là tên nhà mới của em và em thích nó em cũng thích đường ma nữa dẫu cái tên này chẳng có chút giá trị pháp lý nào lẽ ra phải gọi nó là đường chen nhưng chẳng ai gọi như thế ngoại trừ tuần tin nhanh năm thì mười họa đề cập tới để rồi mọi người nhìn nhau thắc mắc nơi quái nào thế nó chỉ có thể được gọi là đường ma mà thôi mặc dù lý do vì sao thì em không thể cho anh biết được Em có hỏi Rebecca Dew, nhưng chị ấy chỉ có thể đáp là trước giờ nó vẫn luôn được gọi là đường ma và nhiều năm trước có vài ba lời đồn nhảm rằng nơi này bị ma ám. Nhưng bản thân chị ấy thì chưa từng nhìn thấy trên con đường này có thứ gì xấu hơn chính chị ấy. Tuy nhiên, em không nên nói nhanh quá như thế. Anh vẫn chưa biết Rebecca Dew mà. Nhưng anh sẽ biết thôi, ôi, vâng, anh sẽ biết thôi. Em thấy trước rằng Rebecca điều góp mặt khá nhiều trong thư từ tương lai của em. Giờ trời đã chập choạng tối, anh yêu ạ. À, nhân tiện, từ chập choạng nghe thật hay phải không anh? Em thích nó hơn hẳn từ trạng vãng. Nghe rất mượt mà, huyền bí và chấp chới. Đóng ngoặc đơn. Trong ánh sáng ban ngày em thuộc về thế giới này, ban đêm em thuộc về giấc ngủ và sự vĩnh hằng nhưng lúc trời chập choạng em thoát khỏi mọi trái buộc và chỉ thuộc về chính bản thân mình và anh vì vậy em sẽ dành riêng giờ phút này để viết thư cho anh tuy nhiên lá thư này không phải là một lá thư tình đâu em đang dùng một cây bút nham nhở và em không thể viết thư tình với một cây bút nham nhở hoặc một cây bút quá nhọn hoặc một cây bút quá cùn vì vậy anh sẽ chỉ nhận được loại thư ấy khi em cầm một cây bút thích hợp trong thời gian chờ đợi, em sẽ kể cho anh nghe về nơi cư trú mới của em và những cư dân của chốn này. Gilbert, bọn họ thật dễ thương. Em đến đây vào ngày hôm qua để tìm chỗ trọ. Bà Rachel Linde đi cùng em, lấy lý do là cần mua sắm vài thứ, nhưng em biết thực ra bà muốn giúp em chọn nhà trọ. Chọ. Mặc cho 4 năm đại học và tấm bằng cử nhân, bà Linde vẫn nghĩ em là một cô bé nhẹ dạ cần phải được hướng dẫn, chỉ đạo và giám sát hai bác cháu đi bằng xe lửa và ôi chao gilbert em đã có một cuộc phiêu lưu tức cười chưa từng có anh biết rồi đấy em luôn luôn gặp phải những cuộc phiêu lưu không hẹn trước dường như em là nam châm chuyên thu hút chúng vậy chuyện xảy ra lúc xe lửa chuẩn bị dừng lại ở ga Em đứng dậy rồi cúi người nhấc chiếc vali của bà Linde lên, chủ nhật bà ấy định đến chơi nhà người quen ở Summerside, tiện thể em tìm mạnh tay vào tay vịn sáng bóng của ghế ngồi. Ít ra đó là em nghĩ như thế. Ngay sau đó, ngón tay em bị thô bạo đẩy ngược lại đánh rắc một tiếng khiến suýt nữa là em rú lên. Gilbert, thứ em tưởng là tay vịn ghế hóa ra lại là cái đầu hói của một người đàn ông ông ta hung hãn lườm em với bộ dạng rõ ràng là vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ em khốn kha khốn khổ xin lỗi rối rít và cun cút chạy hết tốc lực ra khỏi xe lửa lần cuối nhìn lại thì ông ta vẫn đang gườm gườm nhìn em bà linde sợ phát khiếp còn đốt ngón tay em vẫn nhức đến tận bây giờ em không nghĩ là sẽ gặp khó khăn khi tìm nhà trọ, vì một bà Tom Pringle nào đó luôn cho các hiệu trưởng của trường trung học ở trọ suốt 15 năm nay. Tuy nhiên, vì một vài lý do không rõ nào đó, bà ta đột ngột chán chuyện phiền phức này và không nhận em ở trọ. Một vài nơi khá khẩm khác cũng có những lời từ chối lịch sự tương tự. Một vài nơi còn lại thì không được khá khẩm cho lắm hai bác cháu lang thang khắp thị trấn suốt buổi chiều, nóng nực, mệt mỏi, chán nản và đau đầu, ít ra thì em cũng cảm thấy như thế. Em đã sẵn sàng buông tay tuyệt vọng, và rồi đường ma hiện ra. Hai bác cháu ghé qua thăm bà Braddock, một bà bạn trí cốt lâu năm của bà Linde. Và bà Braddock nói là theo bà ấy thì có thể các bà quá phụ sẽ nhận em. Tôi nghe nói họ muốn nhận một khách trọ để trả lương cho Rebecca Deal họ không đủ khả năng giữ lại Rebecca nếu không kiếm thêm được một khoản bé bé. Và nếu Rebecca đi, ai sẽ vắt sữa cho con bò già màu đỏ ấy đây? Bà Braddock nhìn em với ánh mắt nghiêm khắc cứ như cho rằng lẽ ra em nên đi vắt sữa bò, nhưng hoàn toàn không tin tưởng vào em dẫu em có thể thốt thế nào, quá phụ mà chị muốn nói là ai vậy? bà Linde hỏi lại, ôi trời, gì kết và gì ti đấy mà? bà Braddock đáp với giọng đương nhiên, cứ như tất cả mọi người, ngay cả một cử nhân rốt nát phải có nghĩa vụ biết đến họ. Gì kết là bà Amasa Macomber, bà ấy là vợ quá của ông thuyền trưởng và gì Chatty là bà Lincoln MacLean, chỉ là một bà quá bình thường thôi. nhưng ai cũng gọi họ là gì cả. họ sống ở cuối đường ma, đường ma, thế là đủ quyết định rồi em biết ngay là mình phải ở trọ với hai bà quá phụ này, chúng ta đi xem ngay đi, em van nài bà Linh Em cảm thấy dường như nếu hai bác cháu bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào thì đường ma sẽ biến mất vào xứ sở thần tiên vậy. Cô có thể đến gặp họ, nhưng Rebecca mới là người thực sự quyết định chuyện họ có nhận cô không? Rebecca điêu nắm quyền sinh sát ở Bạch Dương lộng gió, tôi nói thế cho cô biết trước đây. Bạch Dương lộng gió đó không thể là sự thật không thể nào em chắc là đang nằm mơ đây vậy mà bà rachel linde lại phát biểu rằng chỗ ấy có cái tên kỳ cục quá thể ôi thuyền trưởng mark comer đặt tên đấy đó vốn là nhà của ông ta chị biết đấy ông ta trồng một đám bạch dương xung quanh và hết sức tự hào vì nó dẫu ông ta hiếm khi về nhà và chẳng bao giờ ở đó được lâu Dì kết từng nói thế thì thật bất tiện, nhưng chúng tôi cũng rõ ý gì ấy muốn nói đến ông chồng rất hiếm khi ở nhà hay chuyện ông ta quay về nhà. Chà, cô Sally này, tôi hy vọng cô sẽ được nhận vào trọ ở đó. Rebecca điêu nấu ăn ngon và là một thiên tài làm món khoai tây lạnh. Nếu chị ta chấm cô thì phen này cô gặp vận may rồi đấy. Còn không thì à, sẽ không vậy đâu, chỉ thế thôi. Tôi nghe có một tay chủ nhà băng ở thị trấn đang tìm chỗ trọ và chị ta có thể ưng anh ta hơn. Bà Tom Pringle thật tức cười khi không chịu nhận cô. Summerside này đầy nhóc họ nhà Pringle và những kẻ có họ hàng với họ. Bọn họ được coi là hoàng tộc ở đây và cô phải được họ chấp nhận, cô Celia, à, nếu không thì cô sẽ không thể nào yên thân ở trung học Summerside đâu. Họ nắm toàn quyền sinh sát ở xung quanh đây mà có một con đường được đặt theo tên của lão thuyền trưởng abraham pringle bọn họ có cả một gia tộc đông đảo nhưng hai quý bà lớn tuổi sống ở đồi phong cầm đầu cả bọn tôi nghe đồn rằng bọn họ chẳng ưng cô chút nào sao lại như vậy em kêu lên họ có biết gì về cháu đâu nào à một người họ hàng xa của bọn họ nộp đơn xin làm hiệu trưởng và tất cả bọn họ cho rằng ông ta xứng đáng hơn khi cô được nhận vào làm cả bầy cả lũ bọn họ rú rít phản đối dữ dội lắm ôi chao con người vốn là thế mà chúng ta phải chấp nhận như họ vốn thế cô biết đấy họ sẽ trơn tuột như lươn với cô cho coi nhưng lúc nào cũng chống đối lại cô cả tôi không muốn làm cô mất tinh thần nhưng biết trước sớm chút nào thì hay chút nấy tôi hy vọng cô sẽ làm việc thật tốt cho họ tức ấm ách chơi nếu hay quá phụ nhận cô ở trọ, cô sẽ không phiền chuyện phải ăn cùng Rebecca điêu chứ. Chị ta không phải người hầu đâu, cô biết đấy. Chị ta có họ hàng xa với ông thuyền trưởng. Chị ta không ngồi bàn trên khi có khách đến. Khi cần thì chị ta cũng biết điều lắm, nhưng nếu cô ở trọ thì đương nhiên chị ta sẽ không coi cô là khách đâu. Em đảm bảo với bà Braddock lo xa rằng em sẽ rất vui khi được ăn cùng Rebecca điêu rồi kéo bà Linde đi em phải tới đó trước tay chủ nhà băng bà braddock tiễn hai bác cháu ra cửa và cô sẽ không làm tổn thương cảm xúc của dì chát chứ cảm xúc của dì ấy mỏng manh dữ lắm dì ấy hết sức nhạy cảm thật đáng thương cô biết đấy tiền của dì ấy không cạnh nổi tiền của dì kết mặc dù dì kết cũng không dư giả mấy đâu hơn nữa dì kết thương chồng của dì ấy nhiều lắm ý tôi là chồng của chính dì kết ấy nhưng dì ti thì không không mấy ưa chồng của mình ý tôi là thế chẳng có gì phải lấy làm lạ cả lincoln marlin là một lão già kỳ quặc nhưng dì ấy cứ ngỡ mọi người trách móc mình vì chuyện này may là hôm nay là thứ bảy nếu là thứ sáu thì dì ti thậm chí sẽ không thèm xem xét việc có nên nhận cô ở trọ hay không chắc cô cứ tưởng gì kết mới là kẻ mê tín chứ gì. bọn thủy thủ thường thế, nhưng thực ra thì gì ti mới mê tín, dẫu chồng của gì ấy chỉ là thợ mộc thôi. bà gì đáng thương, hồi trẻ gì ấy đẹp lắm cơ. em Trần An bà Braddock rằng em sẽ coi cảm xúc của gì Chatty là điều thiêng liêng, nhưng bà ta vẫn cứ đi theo hai bác cháu ra tận ngoài đường. kết và Chatty sẽ không lục lọi đồ đạc của cô khi cô không có nhà đâu bọn họ đàng hoàng lắm. Rebecca đều có thể làm thế, nhưng cô ả à sẽ không ngồi lê đôi mách gì về cô đâu. Và nếu tôi là cô thì tôi sẽ không gõ cửa chính. Họ chỉ dùng nó cho những dịp cực kỳ quan trọng mà thôi. Tôi nghĩ nó chưa hề được mở kể từ lễ tang của Amasa. Đi cửa hông ấy, họ giấu chìa khóa dưới chậu hoa trên bệ cửa sổ cho nên nếu không ai có nhà thì cô cứ mở khóa cửa đi vào ngồi đợi thôi và cô muốn làm gì cũng được chỉ cần đừng khen ngợi con mèo thôi vì Rebecca điêu không ưa nó em hứa sẽ không khen con mèo và cuối cùng chúng em cũng thoát ra được chẳng bao lâu sau hai bác cháu đã đặt chân lên đường ma đó là một con đường ngang rất ngắn dẫn thẳng ra ngoài thị trấn một ngọn đồi xanh lơ xa tít trở thành bức phong màn tuyệt đẹp cho nó một bên đường không có nhà cửa gì hết đất dốc xuống tận bến cảng bên còn lại chỉ có ba căn nhà thôi. Căn đầu tiên chỉ là một ngôi nhà bình thường, chẳng có gì nhiều để kể về nó. Kế tiếp là một tòa nhà lớn nguy nga ảm đạm với tường gạch đỏ viền đá, mái kiểu pháp lỗ chỗ những ô cửa to vò, lan can sắt bao quanh chóp mái bằng. Vô số vân sam và linh sam chen trúc vây quanh đến mức khó mà nhìn thấy căn nhà và căn thứ ba cũng là căn cuối cùng là bạch dương lộng gió nằm ngay góc đường đằng trước là con phố um tùm cỏ còn bên hông là một con đường nông thôn thực thụ xinh đẹp và dợp bóng cây em yêu nó ngay tắp lự anh biết đấy có những ngôi nhà gây ấn tượng mạnh với chúng ta ngay từ cái nhìn đầu tiên vì một lý do nào đó khó mà xác định nổi bạch dương lộng gió là một căn nhà như thế em có thể mô tả về nó cho anh như sau một căn nhà khung trắng, rất trắng, cửa chớp màu xanh lá cây, rất xanh, với một phòng tháp ở góc và cửa sổ to vò ở hai bên, một bức tường đá thấp ngăn cách giữa nó và con đường. Dọc theo bức tường những cây dương lá rung, một mọc cách đều nhau. Một khu vườn lớn ở đằng sau nơi hoa và rau được khéo léo trồng xen lẫn, nhưng tất cả những điểm trên vẫn chưa thể truyền đạt hết vẻ duyên dáng của căn nhà đâu nói tóm lại nó là một ngôi nhà có cá tính thú vị và dường như có phảng phất chút hương vị của trái nhà xanh một loại bạch dương có cuống lá dẹt khiến lá rung rinh khi gió thoảng đây chính là chỗ dành cho cháu duyên tiền định đó mà em hào hứng kêu lên nhìn bà linh đê thì biết bà ấy chẳng đặt chút niềm tin nào vào duyên tiền định cả đi bộ khá xa mới đến trường đấy bà nhận xét vẻ nghi ngờ cháu chẳng ngại đâu coi như là tập thể dục tốt cho sức khỏe vậy. Ôi, nhìn rừng bu lô và cây thích đáng yêu bên kia đường kia. Bà Linde nhìn theo nhưng chỉ nhận xét cộc lốc, ta hy vọng cháu sẽ không bị đám muỗi quấy dày. Em cũng hy vọng là thế. Em căm ghét muỗi. Một con muỗi có thể khiến em thao thức còn hơn là lương tâm bị cắn rứt nữa. Em mừng vì chúng em không phải đi qua cửa trước. Nó trông có vẻ hàn học quá, cửa đôi lớn hàn thớ gỗ với những ô kính đỏ vẽ hoa. Nó dường như không hề thuộc về căn nhà này. Một lối mòn duyên dáng với những ô sa thạch lát chìm cách quãng trên cỏ dẫn hai bác cháu đến cánh cửa hông nhỏ sơn màu xanh lá, nhìn thân thiện và mời gọi hơn hẳn dọc hai bên lối mòn là những luống hoa được cắt tỉa gọn ghẽ, trồng cỏ di băng, hoa ti gôn, hoa ly da báo, hoa cẩm trướng lùn, cây ngải bụi, bìm bìm, cúc trắng đỏ, và loại hoa mà bà Linde vẫn gọi là mũ đơn. Đương nhiên chúng không đồng loạt trổ hoa vào mùa này, nhưng nhìn là biết chúng đều trổ hoa đúng mùa, và còn rất rực rỡ nữa có một khoảnh đất trồng hoa hồng ở một góc xa và chặn giữa bạch dương lộng gió và ngôi nhà ảm đạm kề bên là một bức tường gạch phủ cây kim ngân um tùm ở giữa để lộ một cánh cửa xanh bạc màu với một dàn mắt cáo hình vòm bên trên một dây nho mọc phát ngang cánh cửa rõ ràng đã lâu không được mở thật ra đó không hẳn là một cánh cửa bởi phía trên là một ô trống hình chữ nhật qua đó có thể thấy loáng thoáng khu vườn um tùm ở đầu bên kia ngay khi hai bác cháu bước qua cổng vườn nhà Bạch Dương lộng gió, em để ý có một cụm me đất mọc ở bên lối đi. Một chút bốc đồng dục em cúi xuống nhìn kỹ nó. Anh có tin nổi không Gilbert? Ở đó, ngay trước mắt của em, là ba cụm me đất có bốn lá. Nhắc vận may là vận may đến ngay tắp lự. Đến nhà Pringle cũng không thể chống nổi. Và em hoàn toàn chắc chắn rằng tay chủ nhà băng ấy sẽ không có tí xíu cơ hội nào cửa hông mở rộng rõ ràng là có người ở nhà thế là hai bác cháu không phải tìm chìa khóa dưới chậu hoa chúng em gõ cửa và rebecca du xuất hiện chúng em biết ngay là chị rebecca du bởi vì đó chẳng thể là bất kỳ ai khác trên thế gian rộng lớn này và chị cũng không thể mang bất kỳ cái tên nào khác Rebecca Điêu, sấp xỉ 40, và nếu một quả cà chua có mái tóc đen chảy ngược ra sau chán, đôi mắt ti hí đen lấp lánh, chiếc mũi bé xíu với đầu mũi gồ ghề và miệng như một đường kẻ, thì nó sẽ trông hệt như chị. Tất cả mọi thứ ở chị đều hơi ngắn một tẹo, tay và chân, cổ và mũi, tất cả mọi thứ ngoại trừ nụ cười của chị. Nó rộng ngoác đến tận mang tai. Nhưng lúc ấy thì chúng em vẫn chưa nhìn thấy nụ cười của chị chị tỏ vẻ rất nghiêm nghị khi em xin gặp bà mark comer ý cô là muốn gặp bà thuyền trưởng mark comer ấy à chị nói với vẻ trách móc cứ như là có ít nhất một chục mark comer ở trong nhà vậy vâng em ngoan ngoãn đáp và thế là hai bác cháu lập tức được dẫn vào phòng khách và để cho đứng đợi ở đó căn phòng nhỏ khá xinh hơi lộn xộn với đám vải bọc ghế nhưng lại chìm trong bầu không khí yên tĩnh thân thiện khiến em thích thú mỗi một món đồ nội thất đều có chỗ riêng đã chiếm giữ nhiều năm dòng ôi chúng sáng bóng lên đến phát sợ không có thứ si bóng bán ngoài cửa hiệu nào có thể tạo ra độ sáng bóng như gương đến thế em biết đó là thành quả lao động vất vả của rebecca diu một chiếc thuyền buồm thu nhỏ trong chai đặt trên bệ lò sưởi khiến bà linde hết sức tò mò bà không tưởng tượng nổi người ta nhét nó vào trong chai bằng cách nào, nhưng bà cho rằng nó đem lại cho phòng khách chút khí vị biển cả. Các bà quá phụ bước vào. Em thích họ ngay tắp lự. Dì kết cao gầy tóc bạc và có chút khắc khổ, đúng kiểu người như bác Marilla, còn dì chát ti thấp gầy tóc bạc và có chút khát khao. Khi xưa có thể dì rất đẹp, nhưng giờ thì vẻ đẹp của dì đã phai tàn hết cả, chỉ còn động lại ở đôi mắt chúng rất đáng yêu, to, nâu và dịu dàng. Em nói lý do ghé thăm và hai bà quá phụ nhìn nhau. Chúng ta phải hỏi ý Rebecca điều mới được, gì Chatty tuyên bố, hẳn thế rồi, gì kết tuyên bố. Thế là Rebecca điều được gọi vào từ nhà bếp. Con mèo vào cùng với chị ấy, một chú mèo manta lớn lông xù, ức trắng và vòng cổ trắng. Em rất muốn được vuốt ve cu cậu, nhưng nhớ đến lời cảnh báo của bà Brad Duck, em đành lờ nó đi. Rebecca chăm chăm nhìn em không có tí xíu tê cười nào, Rebecca, gì kết lên tiếng, và em nhận ra gì là người không bao giờ phí lời. Cô Shirley mong muốn đến trọ ở đây. Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể nhận cô ấy, tại sao không? Rebecca điêu hỏi, tôi e rằng vậy sẽ phiền cô nhiều lắm đấy, gì Chatty giải thích, tôi bận bịu quen rồi, Rebecca điêu đáp trả. Anh không thể tách rời hai tên này ra, Gilbert ạ, à, không thể nào. Dẫu hai bà quá phụ này làm được. Lúc trò chuyện họ gọi chị ấy là Rebecca. Em không biết bằng cách nào mà họ làm được thế chúng ta lớn tuổi quá rồi, không thể chịu cảnh đám thanh niên hết đến rồi đi, gì chát ti kiên quyết, đừng có vơ đũa cả nắm, Rebecca điêu bật lại. Tôi chỉ mới 45 và chân tay còn lanh lợi lắm. Và tôi cho rằng có một người trẻ tuổi ngủ lại trong nhà thì rất hay. Một cô gái bao giờ cũng tốt hơn một anh con trai. Anh ta sẽ hút thuốc lá cả ngày lẫn đêm. Thiêu chết chúng ta trong giấc ngủ ấy chứ nếu các bà phải nhận một khách trọ, tôi khuyên các bà nên nhận cô ấy. Nhưng đương nhiên đây là nhà của các bà mà. Chị nói xong rồi biến mất. Homer, hay, vẫn hay phát biểu câu ấy. Em biết mọi chuyện đã đâu vào đấy nhưng gì chát bảo em nên lên xem có hợp với gian phòng hay không, hai. Homer, người được coi là tác giả hai sử thi vĩ đại Iliad và Odyssey, chúng tôi sẽ để cho cháu ở căn phòng tháp, cháu thân mến. Nó không rộng như phòng dành cho khách, nhưng nó có ống thông khói cho lò sưởi trong mùa đông và tầm nhìn đẹp hơn. Từ cửa sổ cháu có thể nhìn thấy nghĩa địa cũ. Em biết mình sẽ rất thích căn phòng. Cái tên của nó, phòng tháp, khiến em phấn khích. Em cảm thấy như đang sống trong bài hát cũ mà chúng mình thường hay hát ở trường Avonlea, về cô thiếu nữ ẩn mình trong tháp cao bên bờ biển xám. Quả thật gian phòng dễ thương nhất trần đời. Hai bác cháu lên phòng bằng bậc góc cầu thang rẽ ngang từ chiếu nghỉ cầu thang chính. Nó khá nhỏ, nhưng không nhỏ như căn phòng ngủ trong hành lang khủng khiếp mà em từng ở năm đầu tiên đến Redmond. Nó có hai cửa sổ, một ô cửa to vò nhìn về phía tây và một cửa đầu hồi hướng bắc, thêm một cửa sổ ba mặt khuôn cánh mở ra ngoài có kệ để sách bên dưới nằm ở góc tạo bởi tháp nhà những tấm thảm bện tròn trải dưới sàn chiếc giường lớn trên có phủ màn và một tấm chăn hoa văn kiểu cuộc săn ngỗng trời nhìn phẳng phiu và mềm mượt đến mức thật đáng xấu hổ khi nằm vào làm hỏng nó và gilbert ạ à, chiếc giường cao đến mức em phải dùng một cái bục nhỏ di động rất tức cười mới trèo lên được ban ngày thì cái bục được đẩy gọn vào bên dưới gầm giường hình như thuyền trưởng mark comer mua món đồ kỳ quặc này từ một nơi xa xôi nào đó rồi mang về nhà có một tủ buffet nhỏ xinh nằm nơi góc phòng, kệ trải giấy cắt hoa trắng, cửa khắc hoa văn hình bó hoa. Một chiếc gối tròn màu xanh lơ đặt trên bậu cửa sổ. Cái nút đính ở ngay chính giữa khiến nó trông hệt như một chiếc bánh dán bụ bẫm màu xanh. Và còn một kệ rửa mặt dễ thương với hai ngăn. Ngăn trên cùng chỉ đủ để đặt một chậu rửa mặt và bình nước màu xanh trứng sáo, kệ bên dưới để hộp xà phòng và bình nước nóng phòng còn có thêm một chiếc tủ nhỏ tay nắm bằng đồng chứa đầy khăn tắm, một quý cô bằng sứ ngồi ở kệ bên trên, cô nàng mang giày màu hồng. Khăn quàng quay mạ vàng và cài một đóa hồng đỏ bằng sứ trên mái tóc vàng cũng bằng sứ nốt. Cả căn phòng như được rát vàng bởi ánh mặt trời xuyên qua những tấm rèm màu bắp chín, bóng của hàng dương lá rung rệt hoa văn dọi lên bức tường quét vôi trắng. Tạo thành một tấm thảm treo tường cực kỳ hiếm lạ một tấm thảm sống động không ngừng thay đổi và đong đưa chẳng hiểu vì sao nhưng gian phòng này có vẻ thật hạnh phúc em cảm thấy như em là cô gái giàu có nhất trên thế giới này cháu sẽ sống ổn ở nơi này thôi thế đấy bà linde nói khi hai bác cháu rời đi cháu nghĩ cháu sẽ cảm thấy bức bối chật trội tí đỉnh sau những ngày tự do ở nhà party em nói chỉ để trêu bà ấy một chút tự do bà linde khịt mũi tự do đừng nói chuyện như một tay danh kỳ, en à, em chuyển đến vào ngày hôm nay, tay sách nách mang. Đương nhiên là em ghét phải rời xa trái nhà xanh. Dẫu em rời xa nó thường xuyên đến đâu, lâu lắc đến đâu, một khi kỳ nghỉ đến em lại trở thành một phần của nó cứ như em chưa bao giờ rời khỏi, và trái tim em tan vỡ mỗi lúc phải nói lời từ biệt. Nhưng em biết em sẽ thích cuộc sống ở đây. Và nơi đây cũng thích em em luôn luôn biết khi nào một căn nhà có thích em hay không? Tầm nhìn từ cửa sổ phòng em tuyệt lắm. Kể cả khu nghĩa địa cũ được bao quanh bởi hàng linh sam sậm màu cùng con đường quanh comment theo con đê dẫn đến đó. Từ cửa sổ phía tây em có thể nhìn thấy toàn cảnh bến cảng, đến tận những bờ biển xa tít mờ sương cùng những chiếc thuyền buồm nhỏ nhắn mà em rất yêu thích và những chiếc tàu rời bến đi đến những bến bờ vô định, một cách diễn tả thật quyến rũ quá trường. Nó hàm chứa thật nhiều, phạm vi dành cho trí tưởng tượng. Từ cửa sổ phía bắc em có thể nhìn thấy rừng bu lô và cây thích bên kia đường. Anh biết em luôn là người tôn thờ cây cối mà. Khi chúng mình học về Tennyson trong lớp văn chương ở Redmond, em lúc nào cũng đồng cảm với nàng Enon tội nghiệp, mãi khóc than cho những hàng thông xanh bị đốn ngã. Bên ngoài lùm cây và khu nghĩa trang là một thung lũng đáng yêu với con đường quanh co băng ngang lấp loáng như dải lụa đỏ và những ngôi nhà trắng điểm xuyết hai bên. Một số thung lũng thực sự rất đáng yêu. Anh không thể nói rõ lý do vì đâu, chỉ cần ngắm chúng là anh đã đủ vui sướng rồi và ngoài xa kia nữa là ngọn đồi xanh mướt của em em định đặt tên nó là vua bão niềm đam mê thống trị vân vân và vân vân em có thể hết sức cô độc ở trên này khi em muốn anh biết mà thỉnh thoảng cô độc một tí thì thật tuyệt gió sẽ là bạn của em chúng sẽ rên rỉ thở dài và nức nở quanh tòa tháp em đang ẩn mình gió đông trắng muốt gió xuân xanh lá gió hạ xanh lơ gió thu đỏ tía và gió mọi mùa hoang dại, gió bão vâng theo lời người. Em lúc nào cũng rung động trước câu thơ trong thánh kinh ấy. Cứ như mỗi một cơn gió đều đưa một thông điệp nào đó đến với em vậy. Em luôn ghen tị với cậu bé bay cùng gió bấc trong câu chuyện cổ đầy hấp dẫn của George MacDonald. Một vài đêm, Gilbert ạ, à, em sẽ mở cửa chớp của tòa tháp và bước thẳng vào vòng tay của gió và Rebecca Dew sẽ không bao giờ biết vì sao đêm đó giường em không còn người ngủ. Anh yêu dấu ơi, em hy vọng khi chúng mình tìm thấy ngôi nhà mơ ước, những ngọn gió sẽ quấn quýt chung quanh. Em tự hỏi nó sẽ nằm ở đâu? Ngôi nhà vô định ấy, liệu em sẽ yêu nó hơn dưới ánh trăng hay vào lúc bình minh? Tổ ấm tương lai là nơi chúng mình sẽ có đủ tình yêu, tình bạn và công việc thêm vào vài ba cuộc phiêu lưu ngộ nghĩnh đủ mang lại tiếng cười cho tuổi già của chúng mình tuổi già liệu chúng mình có bao giờ già không hở gilbert dường như đó là điều không thể từ cửa sổ bên trái trên tháp em có thể thấy những mái nhà của thị trấn nơi em sẽ sống ít nhất một năm trời những người đang sống trong những ngôi nhà đó sẽ là bạn của em mặc dù giờ em vẫn chưa biết họ và có lẽ sẽ là kẻ thù của em nữa bởi hạng người như bà pi ở đâu cũng có với đủ tên gọi khác nhau và em biết đám người họ pringle cũng thuộc hạng ấy ngày mai là khai giảng rồi em sẽ phải dạy môn hình học hẳn là không thể nào khủng khiếp hơn chuyện phải học nó rồi em cầu nguyện trời cao ban phước để không có thiên tài toán học nào họ pringle em chỉ mới ở đây được nửa ngày nhưng em cảm thấy như mình đã quen hai bà quá và rebecca điu từ lâu lắm rồi Họ bảo em gọi họ là, gì, và em cũng bảo họ gọi em là En. Có lần em gọi Rebecca Điêu là, chị Điêu, chị gì cơ, chị ấy hỏi lại, Điêu, em yếu ớt đáp. Không phải là tên của chị hay sao? À, ừ, đúng thế, nhưng lâu lắm rồi chẳng ai gọi tôi là chị Điêu cả nên tôi nghe mà giật bắn mình. Tốt nhất là đừng gọi tôi như vậy nữa, cô Shirley à, tôi nghe không quen chút nào. Em sẽ nhớ, chị Rebecca. Điêu, em cố gắng hết sức để không gọi thẳng họ Điêu của chị ra nhưng không thành công. Bà Braddock khá đúng khi nhận xét rằng dì Chatty rất nhạy cảm. Em phát hiện điều này trong bữa ăn tối. Dì Kết đã nói gì đó về sinh nhật thứ 66 của Chatty, tình cờ đưa mắt sang dì Chatty và em thấy gì đã. Không, không phải là òa lên khóc. Thuật ngữ đó quá dữ dội so với hành động thực tế của dì. Dì chỉ trào nước mắt mà thôi. Những giọt nước mắt dâng đầy trong đôi mắt nâu to của dì rồi tràn ra ngoài một cách thầm lặng và dễ như không. Lại gì đây hở chát ti, dì kết hỏi có phần nghiêm khắc đó. Đó chỉ mới là sinh nhật thứ 65 của em thôi, dì chát sụt xịt tôi xin lỗi nhé, xa lớt, dì kết lên tiếng. Và thế là sau cơn mưa trời lại sáng. Con mèo trong nhà là một chú mèo đực to đùng rất đáng yêu với đôi mắt vàng, lớp lông duyên dáng hệt một tấm vải lanh manta màu xám cho không chê vào đâu được. Dì kết và dì chát gọi nó là xám cho, bởi vì đó đúng thật là cái tên dành cho nó. Và Rebecca Dew gọi nó là mèo vì chị ấy ghét nó và hậm hực trước việc phải cắt cho nó hẳn một miếng gan mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều dùng một bàn chải đánh răng cũ để quét lông nó khỏi chiếc ghế bành nơi phòng khách mỗi khi nó lẻn vào, và lùng bằng được nó mỗi khi nó ở bên ngoài quá khuya. Rebecca điều vốn ghét mèo sẵn rồi, gì Chatty kể với em, và cô nàng đặc biệt không yêu sám cho. Con chó của bà già Campbell. Hồi đó bà ấy vẫn còn nuôi chó. Ngậm nó trong miệng đưa đến đây hai năm trước. Tôi nghĩ con chó ấy cho rằng đưa mèo đến cho bà Campbell thì cũng chẳng ích gì. Con mèo con khốn khổ đáng thương, ướt chèm nhẹp, run cầm cập, bộ xương bé xíu tội nghiệp như lòi cả ra ngoài. Tim có bằng đá cũng chẳng nỡ từ chối không cho nó vào nhà. Thế là kết và tôi nhận nuôi nó, nhưng Rebecca Dew không bao giờ thực sự chịu tha thứ cho chúng tôi. Lúc ấy chúng tôi cư xử chưa thực sự uyển chuyển cho lắm lẽ ra chúng tôi nên từ chối không nuôi nó. Không biết cháu có để ý, gì chát ti thận trọng liếc nhìn ra cánh cửa thông giữa phòng ăn và nhà bếp. Đến cách thức chúng tôi đàm phán với Rebecca điêu không? Em quả thực có để ý thấy thế. Và chỉ xem thôi cũng đủ thú vị rồi. Summerside và Rebecca Dew có thể cho rằng chị ấy mới là xếp xong trong nhà, nhưng các bà quá thì nghĩ khác cơ, chúng tôi không muốn nhận tay chủ nhà băng ở trọ một tay trẻ tuổi quá sức không an toàn và chúng tôi sẽ phải băn khoăn nhiều nếu anh ta không chịu đi nhà thờ thường xuyên. Nhưng chúng tôi giả vờ là đồng ý và Rebecca điu đến lắng nghe cũng chẳng thèm nữa là. Tôi rất vui vì có cháu đến trọ, cưng ạ, à, tôi chắc rằng nấu ăn cho một người dễ thương như cháu thì thật bỏ công. Tôi hy vọng cháu sẽ quý mến tất cả chúng tôi. Rebecca điu có một vài phẩm chất cực kỳ tốt, khi mới tới đây 15 năm trước cô nàng không được ngăn nắp sạch sẽ như bây giờ đâu có lần kết phải viết tên của cô nàng rebecca du ngay trên gương trong phòng khách để đánh dấu lớp bụi nhưng chị ấy không bao giờ phải làm chuyện này thêm một lần nữa rebecca du hiểu ý rất nhanh tôi hy vọng cháu sẽ thấy thoải mái trong phòng của mình cưng ạ à, cháu có thể mở cửa sổ vào ban đêm Kết không mấy tán thành không khí lạnh vào buổi tối, nhưng chị ấy hiểu là khách trọ cũng có quyền riêng của mình. Tôi và chị ấy ngủ chung, chúng tôi thỏa thuận là đêm này thì cửa sổ đóng theo ý chị ấy, đêm sau thì cửa sổ mở theo ý tôi. Những vấn đề nhỏ nhặt như thế luôn có cách giải quyết mặt cháu có nghĩ vậy không? Muốn là được thôi, đừng sợ khi nghe tiếng Rebecca lục đục trong đêm. Cô nàng luôn nghe thấy những tiếng động lạ và thức dậy đi xem tận mắt. Tôi cho rằng đó là lý do cô nàng không muốn tay chủ nhà băng trọ. Cô nàng sợ bị anh ta bắt gặp trong bộ đồ ngủ mà. Tôi mong cháu sẽ không phiền khi kết chẳng mấy khi mở miệng. Tính chị ấy là thế, mà chị ấy có bao nhiêu là chuyện để mà nói. Hồi trẻ chị ấy từng chu du khắp thế giới với Amasa Macomber đấy. Ước gì tôi có đủ chuyện để nói như chị ấy, nhưng tôi chưa từng đặt chân ra khỏi đảo Hoàng tử Edward. Tôi từng tự hỏi sao chuyện trên đời lại sắp đặt ra thế này. Tôi mê tám chuyện nhưng chẳng có chuyện gì để tám, còn kết có tất cả nhưng lại ghét mở miệng. Nhưng tôi cho rằng Chúa Trời biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Mặc dù gì chắc ti đúng là thích liên thuyên thật nhưng gì ấy không nói hết tất cả những điều trên mà không thèm nghỉ lấy hơi. Em có chen vào vài ba câu nhận xét tại những thời điểm phù hợp nhưng chúng chẳng mấy quan trọng. Bọn họ nuôi một con bò thả rông trong nông trại của ông James Hamilton ở đầu đường, và Rebecca điêu đi đến đó để vắt sữa. Muốn bao nhiêu kem cũng có vào mỗi buổi sáng chiều, em thấy Rebecca điêu đưa một cốc sữa mới qua lỗ hổng trên cánh cổng vườn cho bà giúp việc của bà Campbell. Đó là dành cho bé Elizabeth, người phải uống sữa theo lệnh của bác sĩ. Em vẫn chưa khám phá ra bé Elizabeth hay bà giúp việc là ai bà Campbell là bà chủ nhà sống ở ngay trong tòa pháo đài láng giềng. Có tên là Thường Xuân. Em không nghĩ là tối nay mình sẽ ngủ được đâu. Em không bao giờ ngủ đêm đầu tiên trên một chiếc giường lạ, mà chiếc giường này là chiếc giường lạ nhất mà em từng thấy. Nhưng em không phiền đâu. Em lúc nào cũng yêu ban đêm và em thích nằm yên đó mà ngẫm nghĩ về mọi chuyện trong cuộc sống, quá khứ, hiện tại và tương lai. Đặc biệt là tương lai. Đây là một bức thư cực kỳ tàn nhẫn, Gilbert ạ. À. Em sẽ không hành hạ anh bằng một bức thư nào dài như thế này nữa đâu. Nhưng em muốn kể cho anh biết tất cả mọi chuyện để anh có thể tự mình hình dung những gì đang diễn ra quanh em. Em phải dừng bút thôi, bởi ở ngoài bến cảng xa tít, mặt trăng đang chìm vào cõi mơ ba. Em còn phải viết một lá thư cho bác Marilla nữa nó sẽ đến trái nhà xanh vào ngày mốt và Davy sẽ đem nó về từ biêu điện, cu cậu và Dora sẽ xúm quanh Marilla khi bác ấy mở thư và bà Linde sẽ giỏng cả hai tai lắng nghe. Ôi ghi, cảnh tượng ấy làm em nhớ nhà rồi. Ngủ ngon nhé, anh yêu nhất đời, từ cô gái bây giờ và mãi mãi sẽ là người yêu quý nhất của anh, Anne Shirley. 3. Trích trong bài thơ trăng lặn của Emily Pauline Johnson chương 2, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Trích từ nhiều lá thư từ cùng một người gửi đến cùng một người nhận ngày 26 tháng 9. Anh có biết em đi đâu để đọc thư của anh không? Băng qua đường đi vào khu rừng nhỏ. Ở đó có một thung lũng xinh xắn nơi mặt trời giỏ những giọt lốm đốm lên lớp dương xỉ một dòng suối nhỏ uốn khúc chảy qua em ngồi trên một thân cây ngoằn ngoèo phủ rêu bên hàng bu lô non giống như tạc thú vị nhất trần đời sau này khi em mơ một giấc mơ đặc biệt một giấc mơ xanh thẫm đất vàng với những đường vân đỏ tía một giấc mơ kỳ ảo nhất trong mọi giấc mơ em sẽ thỏa mãn trí tưởng tượng của mình với niềm tin rằng nó đến từ thung lũng bu lô bí mật của riêng em được sinh ra từ một sự cộng hưởng huyền bí nào đó giữa một nàng bu lô mảnh rẻ nhất và duyên dáng nhất cùng dòng suối dốc rách tỉ tê. Em thích ngồi ở đây lắng nghe sự thinh lặng của khu rừng. Anh có bao giờ để ý thấy rằng có rất nhiều kiểu yên lặng khác nhau không, Gilbert? Sự im lặng của rừng cây, của bờ biển, của đồng cỏ, của ban đêm, của buổi chiều hè. Chúng khác nhau bởi sắc thái liên kết chúng không giống nhau em chắc rằng dẫu em có hoàn toàn mù loà và chẳng cảm nhận được nóng lạnh em vẫn có thể dễ dàng biết được mình đang ở đâu nhờ vào đặc điểm của sự im lặng chung quanh trường học đã tiến hành hai tuần nay và em đã thu xếp mọi việc khá là đâu vào đây nhưng bà braddock nói đúng đám pringle là bài toán khó đối với em và em vẫn chưa biết mình sẽ giải quyết nó ra sao mặc dù đang nắm trong tay cụm cỏ bốn lá may mắn như bà braddock nói họ mềm mại như lươn và cũng trơn tuột hề thế đám pringle là một dạng gia tộc mà ai cũng dòm ngó lẫn nhau đấu đá với nhau khá ghê gớm nhưng luôn kề vai sát cánh trước bất cứ người ngoài nào em đã đi đến kết luận rằng chỉ có hai loại người ở summerside những kẻ thuộc họ pringle và những người họ khác lớp của em đầy nhóc học trò họ nhà Pringle và rất nhiều trong số còn lại ti mang họ khác nhưng trong người vẫn chảy xuôi dòng máu Pringle. Đầu sỏ của bọn chúng hình như là gen Pringle, một cô bé mắt xanh sở hữu dáng vẻ hệt như Becky Sharp một hẳn phải có ở tuổi 14. Em tin rằng con bé cố ý vận động một chiến dịch phản kháng hỗn hào hết sức khéo léo, khiến em thấy khó mà đối phó được con bé có tài làm bộ mặt hài hước đến mức không thể chống cự được, và khi em nghe một chuỗi tiếng cười giòn tan cố nén đằng sau lưng, em biết rõ mồn một lý do. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa bắt quả tăng con bé được lần nào. Con bé cũng rất là thông minh, nhóc con láo lỉnh. Có thể viết được những bài luận ngấp nghé họ hàng với văn chương thực thụ và khá trói sáng trong môn toán, một tai họa đối với em có gì đó đặc biệt sắc sảo trong những điều con bé nói và làm, và con bé có tài đánh hơi ra những tình huống hài hước, lẽ ra đó sẽ là sợi dây đồng cảm nối liền bọn em. Nếu con bé không ghét em ngay từ đầu. Bởi thế, em e rằng còn lâu nữa gen và em mới có thể cùng cười đùa với nhau về bất kỳ chuyện gì. Một Nữ chính trong tiểu thuyết hội trợ phù hoa của Thackeray, Myra Pringle, em họ của gen là hoa khôi của trường học và ngốc da mặt. Cô nàng là thủ phạm của vài chàng cười rú rít đến vỡ cả bụng, ví dụ như trong giờ lịch sử hôm nay. Cô nàng phát biểu rằng người da đỏ nghĩ Champlain, hay, và những kẻ đi cùng là thần hay, loại gì đó không phải người, hay. Samuel de Champlain, nhà thám hiểm người Pháp, lên đường thám hiểm Bắc Mỹ vào năm 1603. Về mặt xã Giao, người họ Pringle là quý sở tộc của Summerside như Rebecca đều nhận xét em đã được mời đến dùng bữa tối ở hai nhà họ Pringle, bởi vì cần phải mời giáo viên mới đến dùng cơm cho phải phép, và đám họ Pringle sẽ không lờ đi bất kỳ hành động nào cần làm. Tối qua em đến nhà James Pringle, cha của cô nàng Jen kể trên. Ông ta bề ngoài trông như giáo sư đại học, nhưng thực tế là rất ngốc nghếch và rốt nát. Ông ta nói rất nhiều về kỹ luật, một ngón tay có móng nham nhờ cứ gõ gõ xuống tấm khăn trải bàn và thỉnh thoảng lại nói sai ngữ pháp một cách khủng khiếp. Trường trung học Summerside lúc nào cũng cần một bàn tay thép, một giáo viên giàu kinh nghiệm, đàn ông càng tốt. Ông ta e là em hơi quá trẻ, loại khuyết điểm mà thời gian sẽ sớm sửa chữa lại thôi, ông ta buồn bã thêm vào em không nói gì cả bởi vì nếu mở miệng thì e là em sẽ nói nhiều hơn mức cần thiết vì vậy em cũng ngọt sớt và trơn tuột như bất kỳ tay pringle nào và đành tự thỏa mãn mình bằng cách nhìn ông ta một cách ngây thơ và lầm bầm nguyên rùa trong bụng lão già khó ưa đầy thành kiến gen hẳn phải thừa hưởng trí thông minh từ mẹ em thấy mình cũng mến bà ta trước mặt cha mẹ gen là một cô gái đoan trang gương mẫu nhưng dẫu lời nói của con bé khá lịch sự giọng điệu vẫn rất vô lễ mỗi khi gọi em là cô sơ ly con bé vẫn cố xoay sở cho nó nghe như một lời sỉ nhục và mỗi lúc nó nhìn tóc em em cảm thấy tóc mình chỉ là màu đỏ ca rốt xoàng xĩnh em chắc chắn rằng chẳng có tay pringle nào chịu thừa nhận nó có màu nâu đỏ em thích Morton Pringle hơn nhiều, mặc dù Morton Pringle chẳng bao giờ thực sự lắng nghe bất cứ điều gì ta nói. Ông ta nói gì với ta và rồi, trong khi ta đang trả lời, ông ta đã bận rộn suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo. Hôm qua bà Stephen Pringle, bà quá Pringle. Summerside đầy dẫy các bà quá, viết một lá thư cho em, một lá thư hòa nhã, lịch sự và độc địa. Millie có quá nhiều bài tập về nhà. Milly là một đứa trẻ yếu ớt và không nên làm việc quá nhiều. Thầy Bell chưa bao giờ giao bài tập về nhà cho con bé. Cô bé là một đứa trẻ nhạy cảm cần phải được thông cảm. Thầy Bell rất thông cảm với cô bé. Bà Stephen chắc chắn là em cũng sẽ thông hiểu cô bé thôi nếu em chịu cố gắng. Em dám chắc bà Stephen nghĩ em làm cho Adam Pringle chảy máu cam trong lớp hôm nay khiến cậu bé phải về sớm và đêm qua em giật mình tỉnh dậy không thể nào ngủ tiếp được vì nhớ ra mình đã quên đặt dấu chấm lên một chữ y trong một câu hỏi viết trên bảng em chắc chắn là gen Pringle sẽ phát hiện ra ngay và cả gia tộc sẽ xì xà xì sầm về chuyện này Rebecca điều bảo rằng tất cả các gia đình họ Pringle sẽ mời em đến ăn tối ngoại trừ các bà già ở đồi phong và sau đó sẽ lờ tịt em vĩnh viễn bởi bọn họ là đại diện cho giới quý sở tộc. Điều này cũng có nghĩa rằng em đã bị cho ra rìa về mặt xã giao ở Summerside. Được rồi, hãy đợi đây. Trận chiến đã bắt đầu nhưng vẫn chưa phân rõ thắng thua đâu. Tuy nhiên, em vẫn cảm thấy khá bực bội về mọi chuyện. Anh không thể tranh cãi cho ra lẽ với thành kiến được. Em vẫn hệt như em thời thơ ấu. Em không chịu đựng nổi khi người ta chẳng ưa mình chẳng dễ chịu gì khi nghĩ rằng phân nửa số gia đình các học sinh của em ghét em. Mà đó không phải là lỗi của em. Sự bất công đó khiến em dày dứt mãi. Em lại than thân trách phận rồi. Nhưng than thân trách phận đôi chút cũng làm ta khuây khỏa. Ngoại trừ đám nhà Pringle ra thì em rất mến những học sinh của mình. Có một số rất thông minh, đầy khát vọng, chuyên cần, thực lòng muốn học hành cho đến nơi đến chốn. Louis Allen kiếm tiền trọ học bằng cách giặt rũ, dọn dẹp cho nhà trọ và chẳng chút xấu hổ nào vì chuyện đó. Và Sophie Sinclair cưỡi con ngựa cái xám ghìa nua không yên cương của cha đi sáu dặm đến trường và sáu dặm về nhà mỗi ngày. Một tấm gương về sự kiên cường đấy. Nếu em có thể giúp được một cô bé như vậy, em cần gì để ý đám Pringle cơ chứ? Vấn đề là, nếu em không thể chiến thắng đám Pringle, em sẽ không có cơ hội giúp đỡ bất cứ ai. Nhưng em yêu Bạch Dương Lộng Gió. Nó không phải là một căn nhà trọ, nó là tổ ấm. Và họ mến em, đến xám cho cũng mê em nốt, mặc dù nó đôi khi chê bai em và tỏ thái độ ra mặt bằng cách ngồi quay lưng lại và thỉnh thoảng liếc một con mắt vàng ra sau xem em đối diện với việc đó ra sao em không vuốt ve nó nhiều mỗi khi rebecca điêu ở gần bởi vì điều đó thực sự khiến chị rất bực bội ban ngày nó là một con vật chất phác dễ chịu trầm tư nhưng nó quả thực biến thành một sinh vật kỳ lạ vào ban đêm rebecca nói rằng đó là vì nó không bao giờ được phép ra khỏi nhà sau khi trời tối chị ghét phải đứng ở sân sau cao giọng gọi nó chị bảo là xóm giềng đang cười vào mũi chị chị gọi nó với giọng gay gắt và oang oang đến mức toàn thị trấn có thể nghe thấy tiếng chị gọi trong một đêm tĩnh lặng mèo. Mèo, mèo, các bà quá sẽ lo lắng đến phát khiếp nếu sám cho không ở trong nhà lúc bọn họ đi ngủ. Không ai biết những gì tôi phải làm cho con mèo quái quỷ đó, không ai cả, Rebecca đảm bảo với em như thế. Các bà quá rất hòa hợp với em. Mỗi ngày em một thêm mến họ dì kết không đánh giá cao việc đọc tiểu thuyết nhưng thông báo với em rằng dì không định kiểm duyệt chuyện đọc sách của em dì chát thì mê tiểu thuyết lắm dì giấu chúng ở riêng trong một góc bí mật dì lén lút tuồn chúng vào nhà từ thư viện ngoài thị trấn cùng với một bộ bài dùng để chơi trò xếp bài và đủ thể loại mà dì không muốn dì kết phát hiện tất cả được giấu dưới nệm một chiếc ghế mà chẳng ai ngoại trừ dì chát biết rằng nó còn được dùng cho một mục đích khác dì chia sẻ bí mật ấy với em, em ngờ là vì dì muốn nhờ em giúp che giấu hành vi vụng trộm kể trên. Thực ra chẳng cần một góc bí mật nào ở Bạch Dương lộng gió, bởi em chưa từng thấy ngôi nhà nào có nhiều tủ buffet bí ẩn như vậy. Đương nhiên, có thể chắc chắn rằng Rebecca Dew sẽ không cho phép chúng được quyền bí ẩn. Chị ấy luôn hùng hục lau sạch chúng mỗi khi có thể một ngôi nhà không thể tự làm sạch được, chị than thở đầy đau thương mỗi khi có bà quá nào lên tiếng phản đối. Em chắc rằng nếu tìm được một quyển tiểu thuyết hay một bộ bài, chị ấy sẽ tống khứ chúng đi ngay. Chúng đều là cơn ác mộng cho linh hồn chính thống giáo của chị. Rebecca đều nói lá bài là sách của quỷ dữ và tiểu thuyết thậm chí còn tệ hơn thế. Trừ kinh thánh ra thì Rebecca chỉ đọc mỗi mục xã giao trên tờ người bảo hộ Montreal chị ấy thích ngắm nghía nhà cửa, đồ nội thất và các buổi tiệc tùng hội hè của đám triệu phú. cứ tưởng tượng đến việc ngâm mình trong một chiếc bồn tắm bằng vàng, cô Serlia chị thốt lên vẻ ước ao. nhưng chị ấy thực sự đáng mến. chị ấy lùng sục ra một chiếc ghế bành cũ rất êm ái từ ngóc ngách nào đó. chiếc ghế có lớp vải bọc đã phai màu nhưng rất vừa người em và tuyên bố đây là ghế của cô. chúng tôi sẽ giữ nó riêng cho cô và chị ấy không cho phép sám cho ngủ trên ấy vì sợ lông của nó sẽ bám vào chiếc váy em mặc đi dạy học nếu thế thì đám pringle sẽ tha hồ mà sầm xì chê trách tất cả ba người bọn họ đều đặc biệt quan tâm đến chiếc nhẫn ngọc trai của em và ý nghĩa của nó dì kết cho em xem nhẫn đính hôn gắn ngọc lam của dì giờ dì không thể mang vừa nữa vì nó đã trở nên quá nhỏ nhưng dì chát ti đáng thương mắt dưng dưng lệ thú thật với em rằng dì chẳng hề có một chiếc nhẫn đính hôn nào chồng dì nghĩ rằng nó là một khoản chi tiêu không cần thiết lúc ấy dì đang ở trong phòng em rửa mặt bằng sữa bơ đêm nào dì cũng làm thế để dưỡng ra và buộc em phải thề giữ bí mật bởi dì không muốn gì kết biết chuyện này chị ấy sẽ nghĩ rằng ở tuổi của tôi mà còn làm chuyện này thì hợm hĩnh lố bịch quá và tôi chắc chắn rằng rebecca điêu nghĩ không có người phụ nữ ngoan đạo nào nên cố gắng làm cho mình trở nên đẹp hơn tôi thường lẻn xuống bếp để dùng sữa bơ sau khi kết đi ngủ nhưng lúc nào tôi cũng sợ rebecca điêu bất ngờ đi xuống cô ta thính tai như mèo ấy ngay cả trong giấc ngủ giá như tôi có thể lẻn vào phòng cháu mỗi đêm để làm chuyện này ôi cảm ơn cháu cháu thân yêu em đã tìm hiểu được đôi chút về những người láng giềng ở trại Thường Xuân. Bà Campbell, tên thời con gái là Pringle, đã 80. Em không nhìn thấy bà cụ, nhưng từ những gì em thu thập được, bà cụ là một quý bà lớn tuổi hết sức nghiêm khắc. Bà cụ có một người hầu tên là Martha Măng thường được gọi là bà giúp việc của Campbell, cũng già và khắc nghiệt chẳng kém bà cụ là mấy. Và bà cụ sống cùng một cô chắt gái, bé Elizabeth Grayson. Elizabeth cô bé em chưa hề nhìn thấy lần nào mặc dù em đã ở đây được 2 tuần, mới 8 tuổi và đi đến trường công theo ngõ sau, một lối tắt băng qua sân sau của các nhà. Vì vậy, em không bao giờ gặp được cô bé đi học hay về nhà. Người mẹ quá cố của cô bé là cháu gái của bà Campbell, được bà cụ nuôi nấng nên người, cha mẹ cô ấy không còn cô ấy kết hôn với một ông Pierce Grayson nào đó, một tay Yankee, như bà Rachel Linde hay gọi. Cô ấy mất khi sinh Elizabeth và Pierce Grayson phải lập tức rời nước Mỹ để quản lý một chi nhánh của công ty ông ta ở Paris, đứa bé sơ sinh được gửi về cho bà cụ Campbell. Chuyện kể rằng ông ta không thể nhìn mặt cô bé bởi vì mẹ cô bé đã đánh đổi tính mạng để sinh ra cô, và ông ta chẳng bao giờ thèm để ý đến cô bé cả điều này rất có thể chỉ là lời ngồi lê đôi mách vô căn cứ bởi bà cụ Campbell lẫn bà giúp việc chẳng bao giờ hé môi gì về ông ta. Rebecca điêu bảo là họ quá nghiêm khắc với bé Elizabeth và cô bé sống với họ chẳng sung sướng gì cho Cam, con bé không giống như những đứa trẻ khác, mới 8 tuổi đầu mà như bà cụ non. Thỉnh thoảng con bé thốt lên những lời thật kỳ lạ. Bác Rebecca này, một ngày nọ con bé hỏi tôi, giả dụ bác chuẩn bị trèo lên giường rồi thì bỗng có thứ gì đó cắn vào mắt cá chân bác, bác sẽ thấy sao, hèn gì con bé sợ đi ngủ trong bóng tối. Ấy thế mà bọn họ buộc con bé phải làm thế. Bà Campbell bảo trong nhà của bà ta không có chỗ cho kẻ hèn nhát. Bọn họ trông chừng con bé cứ như hai con mèo dõi theo một con chuột vậy, kiểm soát từng ly từng tí cuộc sống của con bé, chỉ cần con bé tạo ra một tiếng động bé xíu là bọn họ cũng suýt nữa là lăn đùng ra xỉu rồi. lúc nào cũng suýt suýt. tôi bảo cô nhà cô bé ấy sẽ bị suýt suýt đến chết thôi. nhưng có thể làm được gì đây? quả thực có thể làm gì đây? em mong được một lần gặp cô bé. em thấy cô bé có chút đáng thương dì kết bảo cô bé được chăm chút rất đầy đủ về mặt vật chất. Cách nói chính xác của dì kết là, họ cho con bé ăn mặc đầy đủ, nhưng một đứa trẻ không thể chỉ sống nhờ bánh mì được. Em không bao giờ có thể quên cuộc sống của mình tồi tệ thế nào trước khi đến trái nhà xanh. Chiều thứ sáu tới em sẽ về nhà để tận hưởng hai ngày tươi đẹp ở Avonlea. Điều bất tiện duy nhất là mọi người gặp em sẽ hỏi em có thích dạy học ở Summerside hay không nhưng giờ cứ nghĩ đến trái nhà xanh thôi kêu bớt hỡi hồ lấp lánh với lớp xương xanh lãng đẳng những cây phong bên kia suối bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực lớp dương xỉ nâu vàng trong rừng ma ám và bóng hoàng hôn đổ dài trên đường tình nhân trốn yêu thương trái tim em khao khát mình được có mặt ở đó ngay lúc này với với thử đoán xem đó là ai nào anh có biết không, Gilbert, rất nhiều lần em hết sức nghi ngờ rằng hình như em yêu anh mất rồi. Bạch Dương Lộng Gió, Đường Ma, Summerside, ngày 10 tháng 10, quý ngài kính yêu và đáng trọng. Bức thư tình của bà ngoại gì chát ti bắt đầu như thế đó. Nghe bùi tay thật phải không? Chắc ông ngoại gì ấy đọc xong sẽ cảm thấy mình quách lắm đây. Anh có thích được gọi thế hơn là Gilbert yêu dấu, vân vân và vân vân không? Tuy nhiên, nhìn chung em mừng vì anh không phải là ông ngoại của gì chát ti. Hay là ông ngoại của bất kỳ ai. Thật tuyệt vời khi nghĩ rằng chúng mình còn trẻ và có cả cuộc đời phía trước. Bên nhau, phải không anh? Lược bỏ một số trang. Lần này, bút của em rõ ràng là không quá nhọn, quá cùn hay bị dỉ sét. Em đang ngồi trên bậu cửa sổ trong tháp, nhìn ra hàng cây đung đưa giữa bầu trời màu hổ phách và bến cảng ở tận ngoài xa chiều qua, em đã có buổi dạo bộ một mình thật tuyệt. Thực ra, em phải ra ngoài một chút vì có chút phiền muộn đang chiếm lĩnh bạch dương lộng gió. Dì chát ngồi khóc trong phòng khách vì cảm xúc bị tổn thương. Dì kết ngồi khóc trong phòng ngủ vì hôm nay là ngày rỗ của thuyền trưởng Amasa và Rebecca đều ngồi khóc trong nhà bếp vì lý do gì đó mà em không sao tìm hiểu ra nổi. Em chưa bao giờ nhìn thấy Rebecca đều khóc nhưng khi em tế nhị hỏi han để biết có gì không ổn chị dằn dỗi vặn hỏi em là chẳng lẽ người ta không được quyền khóc lóc thỏa thích như người ta muốn hay sao vì vậy em cuốn gói lẻn đi để chị ở lại một mình tha hồ mà tận hưởng em ra ngoài và đi dọc theo đường càng không khí phảng phất hơi thở giá rét dễ chịu thắng mười hòa vào mùi hương tuyệt vời của những cánh đồng vừa mới được cây sới em cứ đi đi mãi cho đến khi hoàng hôn sẫm lại thành đêm thu lấp lánh ánh trăng em một mình nhưng không cô đơn em không ngừng trò chuyện với những người bạn đồng hành tưởng tượng nghĩ ra rất nhiều lời đối đáp dí dỏm khiến chính em còn phải bất ngờ và tự hào về bản thân dẫu bị những mối lo dính dáng tới đám Pringle đe dọa em vẫn tận hưởng cuộc sống của mình tâm hồn em buộc em phải gào rú lên vài ba tiếng về phía đám Pringle đó em ghét phải thừa nhận rằng mọi chuyện ở summerside không được xuôi trèo mát mái cho lắm không còn nghi ngờ gì nữa bọn họ đang kết bè kết phái âm mưu chống lại em ví dụ như đám học sinh họ pringle hay có họ hàng với nhà pringle chẳng chịu làm bài tập về nhà và có báo cho cha mẹ chúng thì cũng chẳng có tác dụng gì bọn họ lảng tránh một cách lịch sự và ngọt ngào Em biết tất cả các học sinh không thuộc họ Pringle mến em, nhưng vi khuẩn sắc sược hiệu Pringle bắt đầu phá hoại tinh thần học tập của cả lớp. Một buổi sáng nọ em thấy bàn làm việc của mình lộn tùng phèo, ngăn kéo xô ra tung tóe. Đương nhiên không ai biết kẻ nào đã làm chuyện đó, và không đứa nào có thể nói hoặc chịu khai ra kẻ nào để lại một cái hộp có con rắn giả nhảy vọt ra khi em vừa mở nắp nhưng mọi đứa học sinh họ Pringle cười rú rít thẳng mặt em. Em nghĩ chắc mình đã giật mình đến điếng cả người. Phần nửa thời gian Gen Pringle toàn đi học trễ, luôn có những lý do chính đáng đến hoàn hảo, trình bày với em một cách lịch sự, cùng một cái nhếch miệng hết sức láo xược. Con bé chuyển giấy trò chuyện riêng trong lớp ngay dưới mũi em. Em sờ thấy một củ hành lột vỏ trong túi áo khoác em vừa mặc hôm nay em sẽ rất vui nếu được nhốt con bé ấy vào phòng kín bắt nó nhịn ăn cho đến khi biết cư xử đàng hoàng điều tồi tệ nhất đến giờ là bức tranh biếm họa của chính em mà em nhìn thấy trên bảng đen vào một buổi sáng nọ vẽ bằng phấn trắng với một bộ tóc đỏ trói cả đám học sinh chối lia lịa không phải mình làm gen cũng nằm trong số đó nhưng em biết gen là đứa duy nhất trong lớp có thể vẽ được như thế bức tranh được vẽ rất sinh động mũi em, mà, như anh đã biết, luôn là niềm tự hào và niềm hạnh phúc của em. Khu khoằm và miệng em là miệng của một bà cô ế chồng chua chát phải dạy suốt 30 năm trong một ngôi trường đầy học sinh họ Pringle. Nhưng đó chính là em. Đêm hôm đó em tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng và oàn mình uất ức khi nhớ lại mọi chuyện. Chẳng phải lạ lắm sao, hiếm khi chúng ta trằn trọc giữa đêm vì những điều xấu xa chỉ vì những điều nhục nhã mà thôi. Đủ mọi lời đồn đại buộc tội được đưa ra. Em bị cáo buộc là đánh rớt bài kiểm tra của Hattie Pringle chỉ vì con bé họ Pringle. Em bị chê trách là phá lên cười khi học sinh phạm sai lầm. Đúng em đã phá lên cười khi Fred Pringle định nghĩa một vị bách phu trưởng ba là một người đàn ông sống đến 100 tuổi. Em không thể nhịn cười được. Ba sĩ quan chỉ huy 100 binh sự trong quân đội La Mã Cổ. James Pringle bảo, không có kỹ cương trong nhà trường. Chẳng có xíu kỹ cương nào cả, và có lời đồn đại em là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Em bắt đầu gặp phải sự chống đối của đám Pringle trong những lĩnh vực khác. Về mặt xã giao cũng như về mặt giáo dục, Summerside cứ như là bị nhà Pringle giật dây. Hèn gì bọn họ được gọi là hoàng tộc ở đây thứ sáu tuần trước em không được mời đến bữa tiệc dã ngoại của Alice Pringle. Và khi bà Frank Pringle tổ chức một buổi tiệc trà để quyên góp cho một dự án của nhà thờ, Rebecca điêu cho em biết hội phụ nữ định xây một tháp mới. Em là cô gái duy nhất trong giáo hội không được nhờ chuẩn bị món ăn. Em nghe nói bà vợ ông mục sư, một người mới đến Summerside, đề nghị mời em hát trong ca đoàn nhưng được thông báo rằng tất cả những người họ Pringle sẽ bỏ đi nếu bà ta làm thế. Như vậy thì ca đoàn sẽ thiếu người đến mức không thể nào hát được nữa. Đương nhiên em không phải giáo viên duy nhất gặp chuyện phiền phức với học sinh. Khi các giáo viên khác gửi học trò của họ đến gặp em để em kỷ luật, ôi, em ghét cái từ đó quá phần nửa chúng mang họ Pringle. Nhưng chẳng có ai phàn nàn gì về họ cả. Cách đây hai hôm em giữ gen ở lại trường buổi chiều sau giờ học để làm nốt vài bài tập con bé cố ý bỏ giờ. Mười phút sau đó, một chiếc xe ngựa từ đồi phong dừng lại trước trường, và bà cô Ellen xuất hiện ngay cửa. Một quý bà chưa chồng lớn tuổi ăn mặc đỏm dáng với nụ cười ngọt lịm, găng tay gen màu đen thanh lịch và một cái mũi thanh mảnh như diều hâu trông như vừa bước ra từ một cái hộp đựng đồ trang sức năm 1840. Bà rất lấy làm tiếc nhưng liệu bà có thể dẫn Jen đi được không? Bà sắp đi thăm bạn bè ở Lowville và đã hứa là sẽ dẫn Jen theo. Jen đắc thắng ra về và thêm một lần nữa, em nhìn thấy rõ quân địch đang xếp hàng bao vây chung quanh. Những khi tâm trạng bi quan em hay nghĩ rằng đám nhà Pringle này là một kết hợp của họ Sloane và họ Pai nhưng em biết họ không phải thế. Em cảm thấy rằng mình có thể mến họ nếu họ không phải là kẻ thù của em. Đa số họ là những người thẳng thắn, vui vẻ và trung thành. Em thậm chí có thể mến cả bà Ellen nữa. Em chưa gặp bà Sarah lần nào. Bà Sarah chưa bao giờ rời khỏi đồi phong suốt 10 năm nay, quá yếu ớt. Hoặc tôi nghĩ rằng bà ta quá yếu ớt, Rebecca điều khịt mũi nhận xét nhưng chẳng có gì sánh được với sự kiêu ngạo của bà ta. Tất cả đám nhà Pringle đều vênh váo nhưng hai bà cô già ấy kêu căng hơn cả. Cô cứ nghe họ lải nhải về tổ tiên của mình mà coi. Vâng, ông bố của họ, thuyền trưởng Abraham Pringle, từng là một quý ông đáng trọng. Người anh trai Myram thì không được thế, nhưng cô sẽ không nghe đám Pringle nói nhiều về ông ta nhưng tôi hết sức e ngại rằng cô sẽ khó mà yên thân được với bọn họ khi bọn họ đã quyết định về một điều gì hay về một ai đó bọn họ chưa bao giờ thay đổi cả nhưng cứ ngẩng cao đầu mà đi cô Shirley. cứ ngẩng cao đầu mà đi ước gì tôi có công thức làm bánh ngọt của bà ellen gì chatty thở dài bà ấy hứa hẹn hết lần này đến lần khác nhưng chẳng bao giờ đưa cho tôi cả đó là một công thức gia truyền anh quốc lâu đời bọn họ giữ kín bưng các công thức nấu ăn của mình. Trong giấc mơ tuyệt vời hoang đường, em thấy mình ép bà Ellen phải quỳ gối dâng cho gì chát ti công thức làm bánh ấy và buộc con bé Jen phải cư xử cho đàng hoàng lễ phép. Điều khiến em tức điên là em có thể dễ dàng làm được chuyện đó nếu con bé ấy không được cả gia tộc chống lưng cho những trò láo lếu. Bỏ qua hai trang, người đầy tớ ngoan ngoãn của anh, Anne Shirley, Tái bút bà ngoại của Di Chát ký tên kết thúc những lá thư tình của mình như vậy đó. Ngày 15 tháng 10, hôm nay chúng em nghe thấy đêm qua có một vụ trộm ở đầu kia của thị trấn. Một ngôi nhà bị đột nhập, một ít tiền và độ trục thìa bạc bị đánh cắp. Thế là Rebecca điêu đến chỗ ông Hamilton hỏi xem có thể mượn một con chó hay không. Chị sẽ xích nó ở hiên sau và dặn dò em nên cất kỹ chiếc nhẫn đính hôn của mình. À mà em đã phát hiện ra lý do tại sao Rebecca điêu khóc lần trước rồi. Hình như đã có một cuộc chính biến diễn ra trong nhà. Sám cho, lại dở trò phá phách và Rebecca điêu nói với dì kết rằng dì phải làm gì đó với con mèo ấy đi. Nó làm chị điên đầu nhức óc lắm. Đây là lần thứ ba trong năm rồi, và chị biết là nó cố ý làm thế. Và gì kết bảo Rebecca điều chịu cho con mèo ra ngoài mỗi khi nó gào lên thì chẳng cần lo chuyện nó phá phách. Hừ, đấy chính là giọt nước làm tràn ly, Rebecca Điêu kêu lên. Hậu quả là, nước mắt tuôn rơi. Tình hình liên quan đến đám Pringle cứ mỗi tuần lại lại thêm căng thẳng hơn. Hôm nay một cuốn sách của em bị viết một câu rất láo sược lên trên, và Homer Pringle nhào lộn dọc theo lối đi giữa hai hàng ghế sau khi tan học ngoài ra em còn nhận được một lá thư nặc danh chứa đầy những lời cạnh khóe mỉa mai kinh tởm tuy vậy em không cho rằng gen là đầu têu của vụ quyển sách hay lá thư dẫu tinh quái nhưng con bé không hạ mình làm những chuyện như thế rebecca điều giận đến bốc khói và em dùng mình khi nghĩ đến chuyện chị ấy sẽ làm gì với đám Pringle nếu bọn họ nằm dưới quyền chị chắc chắn là vượt xa cơn giận của bạo chúa nero rồi em không trách chị ấy vì cũng có lúc chính em cảm thấy mình có thể vui vẻ tặng cho mọi thành viên của dòng tội Pringle món bùa mê độc địa chính hiệu bóc ra bốn dòng tộc giáo hoàng nổi danh vì những vụ ám sát bằng cách đầu độc em nghĩ mình chưa kể cho anh nghe nhiều về những giáo viên khác anh biết đó có hai giáo viên khác phó hiệu trưởng catherine brook dạy lớp tiểu học và george mackay dạy lớp vỡ lòng Em chẳng có gì nhiều để kể về York. Anh ta là một chàng trai 20 tuổi tốt tính nhưng nhút nhát, giọng nói phảng phất âm hưởng vùng cao nguyên và hai đảo Scotland rất hay, gợi nhớ lều lán thấp lè tè và những hòn đảo mờ sương. Ông nội của anh ta là dân đảo chính hiệu đấy. Và anh ta rất hòa hợp với đám học trò bé. Đến giờ thì có thể nói em mến anh ta. Nhưng em e là mình khó mà mến được Catherine Brooke. Catherine là một cô gái khoảng 28 tuổi, em đoán vậy, mặc dù bề ngoài cô ấy trông như 35. Em được biết cô ấy từng ấp ủ hy vọng được thăng chức lên làm hiệu trưởng, nên em nghĩ cô ấy khá hậm hực khi em nhậm chức, nhất là em lại trẻ hơn cô ấy khá nhiều. Cô ấy là một giáo viên tốt, hơi nghiêm một tí, nhưng cô ấy chẳng được ai ưa cả, mà cũng chẳng thèm lo lắng về điều đó. Cô ấy dường như chẳng có bạn bè hay họ hàng gì và ở trọ trong một ngôi nhà ảm đạm trên con phố Temple nhỏ xíu dơ dáy. Cô ấy ăn vận luộm thuộm, chẳng bao giờ tham dự các buổi xã giao và nghe đồn rằng khá là keo. Cô ấy nói chuyện đầy châm biếm và đám học sinh sợ chết khiếp những lời mỉa mai lọt tới xương của cô ấy. Em nghe nói cái cách cô ấy nhướng cặp lông mày đen rậm và kéo dài giọng khiến đám trẻ nhũn ra như con chi chi. Ước gì em có thể làm vậy với đám Pringle, nhưng thực lòng em không muốn đe dọa học trò như cái cách cô ấy làm. Em muốn học sinh của mình mến em kia. Mặc dù cô ấy chẳng gặp khó khăn gì để bắt đám học trò vâng lời, cô ấy cứ hay gửi vài đứa khó bảo lên gặp em. Nhất là mấy đứa họ Pringle. Em biết cô ấy cố ý làm thế và em hoàn toàn chắc chắn rằng cô ấy hả hê khi em gặp khó khăn và sẽ rất vui mừng khi thấy em bị đánh bại. Rebecca điều bảo chẳng ai có thể làm bạn với cô ấy. Vài ba lần hai bà Quá đã mời cô ấy đến ăn tối chủ nhật. Những con người dễ mến này luôn làm vậy với những kẻ cô đơn và lúc nào cũng chuẩn bị món salad gà ngon nhất cho họ. Nhưng cô ấy chẳng bao giờ đến. Thế là họ đành bỏ cuộc bởi vì như gì kết nói, việc gì cũng có giới hạn của nó. Có tin đồn rằng cô ấy rất có tài, biết hát và ngâm thơ diễn cảm theo như lời rebecca điêu nhưng chẳng chịu trổ tài bao giờ dì Chatti có lần nhờ cô ấy ngâm thơ trong một bữa ăn tối do nhà thờ tổ chức chúng tôi thấy cách cô ta từ chối rất là thô lỗ dì kết kể nghe như gầm gừ ấy rebecca điêu tiếp catherine có giọng trầm và khan gần như giọng đàn ông và đúng là khi cô ấy không vui thì nghe như tiếng gầm gừ vậy Cô ấy không đẹp nhưng cô ấy có thể cố gắng khiến mình ưa nhìn hơn. Da cô ấy sẫm và ngăm đen, mái tóc đen nhánh đẹp tuyệt lúc nào cũng được hất ngược để lộ vầng trán cao và quấn lại thành một búi vụng về sau cổ. Đôi mắt không cùng màu với tóc, trong vắt và ánh màu hổ phách dưới cặp lông mày đen. Cô ấy có đôi tay đáng phải khoe ra và đôi bàn tay đẹp nhất mà em từng nhìn thấy. Ngoài ra, miệng cô ấy rất cân đối nhưng cách ăn vận thì thật là khủng khiếp dường như cô ấy có biệt tài tìm ra màu sắc và kiểu dáng mà mình không nên mặc chọn màu xanh thẫm buồn tẻ và màu xám nhếch nhác những hoa văn sọc khiến thân hình cao gầy của cô ấy càng thêm cao hơn và gầy hơn và quần áo của cô ấy lúc nào cũng nhàu nhị y như vừa được mặc đi ngủ cách cư xử của cô ấy hết sức khó ưa như rebecca Dew hay nói trông cô ấy lúc nào cũng như đang có rằm ở vai vậy mỗi lần đi lướt qua cô ấy trên cầu thang em cứ có cảm giác cô ấy đang nghĩ những điều kinh khủng về em cứ mỗi lần nói chuyện là cô ấy lại khiến em cảm giác như mình đang lỡ lời thế nhưng em lại cảm thấy buồn thay cô ấy mặc dù em biết cô ấy sẽ rất phẫn uất trước lòng thương hại của em và em không thể làm bất cứ điều gì để giúp đỡ cô ấy vì cô ấy không muốn được giúp đỡ cô ấy thực sự căm ghét em một ngày nọ, khi ba người chúng em ngồi cả trong phòng giáo viên, em đã ra một quyết định có phần vi phạm một luật lệ bất thành văn trong trường học và Catherine nhận xét gay gắt rằng: "Có lẽ cô nghĩ rằng cô muốn làm gì cũng được, cô ạ? À? Vào một dịp khác, khi em đề nghị một số thay đổi mà em nghĩ sẽ có ích cho trường học, cô ấy lại mỉm cười khinh thị, "Tôi không quan tâm đến chuyện cổ tích." một lần khác nữa khi em khen ngợi công việc và cách thức giảng dạy của cô ấy cô ấy đáp trả bên trong lọ mật này có bao nhiêu con ruồi chết vậy nhưng điều khiến em khó chịu nhất là ôi một ngày nọ em tình cờ cầm lên một quyển sách của cô ấy đặt trong phòng giáo viên liếc qua trang đầu sách em nói tôi mừng vì chị viết tên là ca catherine nghe quyến rũ hơn catherine nhiều cũng như chữ ca nghe nghịch hơn hẳn chữ c đỏm dáng vậy cô ấy không trả lời em, nhưng lời nhắn kế tiếp của cô ấy được ký tên là Catherine Brook. Em ách xì liên tục trên suốt quãng đường về nhà, em thực lòng muốn đầu hàng không cố làm thân với cô ấy nữa, nếu không có một cảm giác kỳ lạ vô căn cứ rằng dưới lớp vỏ gai góc và phất tỉnh. Cô ấy thực sự khát khao muốn có ai đó bầu bạn tóm lại trước thái độ chống đối của catherine và cách cư xử của họ nhà pringle em không biết mình sẽ ra sao nếu không có rebecca điêu thân yêu và những lá thư của anh và bé elizabeth nữa cuối cùng em cũng làm quen được với bé elizabeth và cô bé dễ thương nhất trần đời ba đêm trước em cầm cốc sữa ra cánh cửa bên hông và bé elizabeth đích thân ra lấy sữa chứ không phải là bà giúp việc đầu cô bé chỉ vừa đủ nhô lên khỏi nửa dưới cánh cửa đóng kín thế nên khuôn mặt cô bé như được đóng khung giữa những nhành thường xuân cô bé có thân hình nhỏ nhắn nước da trắng xanh tóc vàng óng và khuôn mặt mang vẻ trầm tư dưới ánh chiều thu chập choạng cô bé nhìn em bằng đôi mắt to màu nâu lấp lánh ánh vàng mái tóc vàng kim rẽ ngôi giữa giữ sát vào đầu bởi một chiếc lược tròn rồi xõa bồng bềnh xuống vai cô bé mặc một chiếc váy bông kẻ ô xanh lơ với dáng vẻ một nàng công chúa ở xứ sở thần tiên cô bé có vẻ mảnh khảnh như rebecca điêu thường nói gợi cho em nghĩ tới một đứa bé có phần nào suy dinh dưỡng không phải nơi cơ thể mà trong tâm hồn cô bé giống một sợi ánh trăng hơn là một tia nắng và đây là elizabeth ư ừ, em thốt lên đêm nay thì không cô bé nghiêm túc đáp đây là đêm em là betty vì em yêu tất cả mọi thứ trên thế gian này đêm qua em là elizabeth và đêm mai em có thể trở thành Beth. tất cả phụ thuộc vào việc em cảm thấy thế nào trong lòng em chợt trỗi dậy một cảm giác như vừa gặp được tri âm tri kỷ em lập tức cảm thấy rung động Thật tuyệt khi có một cái tên mà ta có thể dễ dàng thay đổi theo ý thích mà vẫn cảm thấy đó là tên mình. Bé Elizabeth gật đầu, em có thể chế ra rất nhiều cái tên từ Elizabeth. Elsie này, Betty này, Beth này, Eliza này, rồi Lisbeth và Beth nữa. Nhưng không bao giờ là Lizzy. Em không bao giờ có thể cảm thấy mình là Lizzy, ai mà cảm thấy được thế chứ, em đáp ngay. Cô có cho rằng em thật ngớ ngẩn không, cô Shirley? Bà Cố và bà giúp việc nghĩ thế đấy, không ngớ ngẩn tí nào đâu. Rất khôn ngoan và rất thú vị, em đã trả lời như thế. Bé Elizabeth mở to mắt quan sát em qua vành cốc. Em cảm thấy như mình đang được đong đếm bởi một cán cân tâm hồn bí ẩn nào đó và chẳng bao lâu sau, em rất vui mừng nhận thấy mình đủ sức qua cầu. Bởi vì bé Elizabeth nhờ em một việc và bé Elizabeth không bao giờ nhờ vả người mà cô bé không ưa, "Phiền cô nhấc chú mèo lên để em vuốt ve một chút được không?" cô bé rụt rè hỏi. Lúc ấy xám cho đang cọ cọ vào chân em. Em nhấc bổng nó lên và bé Elizabeth thò bàn tay nhỏ xíu ra xoa xoa đầu nó vẻ vui sướng. "Em thích mèo hơn em bé," cô bé lên tiếng rồi nhìn em với bộ dạng hơi thách thức khá là lạ, cứ như cô bé biết em sẽ sốc lắm nhưng vẫn phải nói lên sự thật cô đoán em chưa có nhiều dịp chơi với các em bé đâu cho nên em không biết chúng đáng yêu đến mức nào em mỉm cười đáp em có nuôi riêng một chú mèo nào không elizabeth lắc đầu ồ không đâu bà cố không thích mèo và bà giúp việc thì ghét chúng lắm đêm nay bà giúp việc không có nhà cho nên em mới có thể tự đi lấy sữa Em thích đi lấy sữa lắm, bởi vì bác Rebecca Dew là một người rất dễ ưa, thế em có buồn vì hôm nay bác ấy không đến không?" em cười hỏi. Bé Elizabeth lắc đầu, "Không đâu, cô cũng rất dễ mến. Em rất mong được làm quen với cô, nhưng em đã sợ khó mà làm được thế trước ngày mai." Chúng em đứng đó trò chuyện trong khi Elizabeth nhấm nháp từng ngụm sữa một và kể cho em mọi điều về ngày mai bà giúp việc bảo cô bé rằng ngày mai sẽ chẳng bao giờ đến nhưng elizabeth biết là không phải vậy nó sẽ đến vào một lúc nào đó vào một buổi sáng đẹp trời nào đó cô bé sẽ bừng tỉnh dậy và thấy rằng hiện đang là ngày mai và rồi nhiều điều sẽ xảy ra những điều tuyệt vời kỳ diệu cô bé thậm chí có thể có cả một ngày trời để làm mọi điều mình thích mà chẳng bị ai giám sát dẫu em nghĩ rằng elizabeth cảm thấy điều đó quá tốt đẹp nên chẳng thể trở thành hiện thực kể cả trong ngày mai hoặc cô bé có thể khám phá ra con đường càng dẫn đến đâu con đường uốn khúc quanh co như một chú rắn đỏ đáng yêu dẫn đến điểm tận cùng của thế giới elizabeth nghĩ thế đấy có thể đó là nơi tọa lạc của đảo hạnh phúc Elizabeth tin chắc rằng đảo hạnh phúc tồn tại ở một nơi nào đó là trốn bỏ neo cho những chiếc thuyền không bao giờ quay về nữa, và cô bé sẽ tìm thấy nơi đó khi ngày mai đến. Và khi ngày mai đến, Elizabeth tuyên bố, em sẽ nuôi một triệu con chó và 45 con mèo. Em nói vậy với bà cố khi bà không cho em nuôi mèo con, cô Celia, à, và bà tức giận mắng em là tôi không ưa cái kiểu ăn nói như thế, quý cô hỗn sược ạ. Em bị bắt nhịn đói đi ngủ, nhưng em không cố ý hỗn sược đâu. Và em không ngủ nổi, cô Celia, bởi vì bà giúp việc nói với em rằng bà biết có đứa bé chết trong giấc ngủ vì đã nói năng hỗn sược. Khi Elizabeth đã uống hết cốc sữa, một tiếng gõ sắc gọn vang lên từ một cửa sổ nào đó bị khuất bóng sau hàng vân sam. Em đoán là nãy giờ bọn em đã bị theo dõi. Nàng tiên bé bỏng của em chạy vội đi, mái tóc vàng óng lấp lánh giữa lối đi xuyên qua hàng vân sam sẫm tối rồi biến mất. Con bé có tí tuổi mà kỳ quặc lắm, Rebecca đều nhận xét khi nghe em kể lại chuyến phiêu lưu của mình, thực đấy, chẳng hiểu sao nó lại đặc sắc chẳng khác gì một chuyến phiêu lưu Gilbert ạ. À. Một ngày nọ, con bé hỏi tôi, "Bác có sợ sư tử không?" Rebecca đều, ta chưa thấy con nào nên chưa trả lời được, tôi đáp Ngày mai sẽ có hàng hà sa số sư tử, con bé kể, nhưng chúng đều là những chú sư tử dễ thương thân thiện, bé con, cháu sẽ bị lé đấy nếu cứ nhìn mãi như thế, tôi khuyên. Con bé cứ như đang nhìn xuyên qua tôi để thấy thứ gì đó ở ngày mai của nó. Cháu đang suy ngẫm sâu xa, bác Rebecca đi ạ, con bé đáp. Vấn đề của con bé ấy là nó không cười đùa đủ mức cần thiết em nhớ là elizabeth chẳng hề cười lần nào trong suốt cuộc nói chuyện của bọn em em cảm nhận thấy là cô bé chưa học được cách cười căn nhà lớn quá tĩnh lặng cô đơn và chẳng có lấy một tiếng cười nào nó có vẻ xám xỉn và ảm đạm ngay cả khi thế gian tưng bừng mọi sắc thu như bây giờ bé elizabeth bỏ quá nhiều thời giờ để lắng nghe những lời thì thầm trong quá khứ em nghĩ rằng một trong những nhiệm vụ của em ở Summerside là sẽ dạy cô bé cách cười. Người bạn dịu dàng nhất, chân thành nhất của anh, Anne Shirley. Tái bút, cũng là bắt trước bà ngoại của dì chát đấy. Chương 3, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Bạch Dương Lộng Gió, Đường Ma, Sơ ngày 25 tháng 10. Gilbert thân yêu, anh biết gì không? Em đã đến dùng bữa tối ở đồi phong bà cô ellen đích thân viết thư mời đấy nhé rebecca điêu hết sức phấn khích chị ấy cứ đinh ninh rằng họ sẽ chẳng thèm để ý gì đến em và chị ấy tin chắc rằng lời mời đó không xuất phát từ lòng hiếu khách bọn họ che giấu một động cơ nham hiểm nào đó tôi bảo đảm thế chị kêu lên em thực sự cũng nghĩ trong bụng như vậy nhớ mặc bộ váy đẹp nhất của cô đấy rebecca điêu ra lệnh thế là em mặc bộ váy tơ xinh đẹp màu kem in hoa violet tím và bới tóc theo kiểu mới với mái rũ xuống đằng trước chán. Cực kỳ hợp luôn. Các quý bà ở đồi phong thực sự thú vị theo cách riêng của họ. Gilbert à, em có thể mến họ nếu họ cho phép em làm thế. Đồi phong là một tòa nhà ngạo nghễ biệt lập với hàng cây vây kín, chẳng thèm ghé mắt làm thân với những căn nhà bình thường khác trong vườn cây có đặt một bức tượng gỗ chạm lớn màu trắng được lấy từ mũi con tàu danh tiếng của cố thuyền trưởng abraham con tàu đi mà hỏi nàng ngải bụi lăn tăn như sóng gợn quanh bậc thềm đằng trước loại cây này được một người pringle di cư đầu tiên mang đến đây từ cựu lục địa một tổ tiên khác của họ từng chiến đấu trong trận minden và thanh kiếm của ông ta được treo trên tường phòng khách bên cạnh chân dung thuyền trưởng abraham Thuyền trưởng Abraham là cha của họ và họ rõ ràng là rất tự hào về ông ta. Họ treo những tấm gương nặng nề trên những bệ cửa sổ đen chạm trổ cổ kính, một hộp thủy tinh bên trong là những đóa hoa bằng sáp, những bức tranh khoe vẻ đẹp của những con thuyền xưa cũ. Một vòng hoa trang trí bệnh từ tóc của mọi người mang họ Pringle, những vỏ ốc xà cừ lớn và tấm chăn bông thêu vô số những chiếc quạt ly ti chảy trên giường dành cho khách chúng em ngồi trên những chiếc ghế gỗ gụ Seraton ngoài phòng khách. Giấy dán tường nặng nề với sọc óng ánh bạc. Màn gấm theo kim tuyến chỉ xuống nơi cửa sổ. Mặt bàn làm toàn bằng đá cẩm thạch trên một chiếc bàn còn đặt hình mẫu thu nhỏ của một con thuyền với thân màu đỏ sậm và buồm trắng như tiết chiếc đi mà hỏi nàng. Một chiếc đèm chùm khổng lồ làm toàn bằng thủy tinh đu đưa lơ lửng trên trần nhà một mặt gương tròn với chiếc đồng hồ ở trung tâm một món đồ do thuyền trưởng abraham mang về từ bến bờ xa lạ nó thật tuyệt vời em muốn có một tấm gương tương tự nơi ngôi nhà mơ ước của chúng ta ngay cả những bóng ma cũng hết sức đặc sắc và truyền thống bà ellen khoe với em hàng triệu xấp xỉ cỡ đó tấm ảnh của gia đình pringle nhiều tấm được in trắng và bọc ra một con mèo lớn lông đồi mồi bước vào nhảy lên đầu gối của em và lập tức bị bà ellen đuổi vào bếp bà ấy xin lỗi em vì chuyện này nhưng em đoan chắc bà ấy đã xin lỗi trước với con mèo trong nhà bếp rồi bà ellen gần như làm chủ buổi nói chuyện bà sarah nhỏ nhắn trong bộ váy lụa đen và váy lót hồ bột mái tóc trắng như tiết đôi mắt đen lấy chẳng kém màu trang phục đôi bàn tay gầy guộc nổi gân xếp lại trên đùi giữa những viền đăng ten tinh tế, trông bà ấy có vẻ buồn bã, đáng yêu và dịu dàng, dường như quá mong manh để có thể mở miệng nói chuyện. Thế nhưng, Gilbert à, em có cảm giác rằng mọi người trong gia tộc Pringle, kể cả bà Ellen, đều là con rối trong tay bà ấy. Chúng em đã có một bữa ăn tối ngon lành. Nước vừa đủ lạnh, khăn ăn tuyệt đẹp, chén đĩa và ly tách mỏng tang chúng em được phục vụ với một cô hầu có bộ dạng hững hờ và quý tộc chẳng kém hai bà chủ nhưng bà sarah giả vờ hơi bị lãng tai mỗi khi em mở miệng nói chuyện và em cảm thấy mỗi miếng ăn như nghẹn lại ở miệng mọi can đảm xì hơi hết sạch em cảm thấy mình như một con ruồi đáng thương bị dính bẫy gilbert à em không bao giờ không thể nào chinh phục hoặc giành thắng lợi trước gia đình hoàng tộc này em thấy trước là mình phải từ chức vào dịp năm mới quá em chẳng có chút cơ hội nào khi chống lại một gia tộc như thế thế nhưng em không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc cho hai bà cô già này khi nhìn quanh căn nhà nơi này từng rất sống động từng có người được sinh ra qua đời hoan ca trải qua giấc ngủ tuyệt vọng sợ hãi niềm vui tình yêu hy vọng căm ghét vậy mà bây giờ nó chẳng còn gì ngoài những kỷ niệm mà họ bấu víu vào, và niềm kiêu hãnh trong họ. Dì Chatty đang rất bất an vì hôm qua khi giờ tấm ga sạch ra để trải lên giường em, dì nhìn thấy một vết nhăn hình thoi ở giữa. Dì chắc chắn nó báo trước một cái chết trong gia đình. Dì kết ghét cay ghét đắng cái lối suy nghĩ mê tín dị đoan như thế. Nhưng em thấy mình khá là mến những người hay mê tín, họ đem lại những màu sắc cho cuộc sống cuộc sống này hẳn là khá xám xịt buồn chán nếu tất cả mọi người ai cũng khôn ngoan lý trí và tốt đẹp phải không anh khi đó thì chúng mình biết nói về chuyện gì nữa đây chứ một thảm họa đã xảy ra ở chỗ chúng em vào hai đêm trước xám cho ở bên ngoài suốt đêm mặc cho chị rebecca điêu gào oang oang mèo mèo ở sân sau và sáng hôm sau khi nó xuất hiện trở lại, ôi chao ơi, nhìn thật là thảm hại. Một mắt nhắm tịt lại và ham thì sưng một cục lớn như quả trứng. Bùn đất bám cứng trên bộ lông và một chân bị cắn nát. Nhưng con mắt tốt còn sót lại của cu cậu mới ánh lên vẻ đắc thắng không hề hối hận làm sao chứ. Các bà quá phát khiếp lên, nhưng Rebecca điêu hớn hở tuyên bố, cái con mèo này chưa hề có cuộc vật lộn dữ dội đến thế bao giờ và tôi dám cực rằng con mèo đối thủ của nó trông còn thảm hại hơn nhiều tối nay sương mù trườn khắp bến cảng làm nhòe đi con đường màu đỏ nơi bé elizabeth muốn thám hiểm mọi khu vườn trong thị trấn liền đồng loạt đốt cỏ dại và lá rụng sự kết hợp giữa khói và sương mù khiến đường ma trở nên mờ ảo hấp dẫn và mê ly đã trễ rồi và giường của em vẫy gọi có giấc ngủ sẵn sàng đợi cô đây em đã bắt đầu quen với chuyện leo thang lên giường rồi và leo xuống nữa chứ ôi gilbert em chưa hề kể chuyện này với bất kỳ ai nhưng nó quá buồn cười nên em chẳng thể giữ riêng một mình được nữa buổi sáng đầu tiên thức dậy ở bạch dương lộng gió em quên bẵng cái bậc thang và hớn hở nhảy vọt ra khỏi giường em té phịch xuống đất như một bao tải gạo nếu chứng kiến thì chị rebecca điêu sẽ nói vậy đấy may là không gãy cái xương nào nhưng em bị bầm tím suốt cả tuần giờ thì em và bé elizabeth đã trở thành bạn rất thân mỗi chiều tối cô bé tự ra lấy sữa bởi vì bà giúp việc bị vật ngã bởi căn bệnh mà rebecca điêu gọi là viêm cánh phổi em luôn thấy cô bé đứng ở cánh cửa nơi bức tường chờ đợi em xuất hiện đôi mắt to lấp lánh ánh chiều tà chúng em trò chuyện vui vẻ qua cánh cổng chưa hề được mở ra suốt nhiều năm liền elizabeth nhấm nháp sữa càng chậm càng tốt để kéo dài cuộc trò chuyện của chúng em lúc nào cũng vậy ngay khi cô bé hớp xong giọt cuối cùng tiếng gõ gõ vào cửa sổ lại vang lên Em khám phá ra một trong những điều nhất định sẽ xảy ra vào ngày mai là cô bé sẽ nhận được một lá thư từ cha. Cô bé chưa hề nhận được một lá thư nào như vậy. Em tự hỏi người đàn ông ấy nghĩ thế nào. Cô biết không, ông không thể nhìn mặt em được, cô Celia, à, cô bé kể với em, nhưng lẽ ra ông không nên lờ đi chuyện viết thư cho em, ai nói với em là cha không thể nhìn mặt em được em bực bội vặn lại, bà giúp việc, mỗi khi Elizabeth nói, bà giúp việc, em có thể tưởng tượng ra bà ta như một chữ B to đùng đáng sợ đầy đe dọa. Đóng ngoặc đơn, hẳn là thế nếu không thì cha thỉnh thoảng cũng đến thăm em rồi. Đêm đó cô bé là Beth, chỉ khi là Beth cô bé mới chịu nhắc đến cha. Khi cô bé là Betty, cô bé làm mặt xấu với bà cố và bà giúp việc sau lưng họ, nhưng khi biến thành Elsie, cô bé cảm thấy có lỗi khi làm vậy và nghĩ rằng phải thú nhận lỗi lầm, nhưng cứ sợ phát khiếp lên. Rất hiếm khi cô bé chịu làm Elizabeth, khi đó cô bé có vẻ mặt của một người biết lắng nghe những khúc nhạc thần tiên và có thể hiểu được lời thì thầm riêng tư giữa hoa hồng và me đất. Gilbert à, cô bé có duyên đến lạ kỳ, nhạy cảm như một chiếc lá bạch dương run rẩy trong gió, và em thương cô bé biết nhường nào. Em tức điên lên khi biết hai bà già đáng ghét đó buộc cô bé đi ngủ trong bóng tối, bà giúp việc bảo em đã đủ lớn để ngủ không cần đèn rồi. Nhưng em cảm thấy mình còn nhỏ bé lắm, cô Shirley ơi, bởi vì ban đêm thật mênh mông và đáng sợ. Trong phòng em có đặt một con quạ nhồi bông và em sợ nó lắm. Bà giúp việc bảo em rằng nó sẽ mổ mắt em ra nếu em khóc. Đương nhiên, cô Shirley ơi, em không tin đấy là thật nhưng em vẫn cứ sợ. Mọi vật thì thầm với nhau vào buổi đêm, nhưng ở ngày mai em sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì, ngay cả chuyện bị bắt cóc nữa. Nhưng Elizabeth ơi, em chẳng thể nào bị bắt cóc được cả. Bà giúp việc bảo nếu em đi bất cứ nơi nào một mình hoặc nói chuyện với người lạ thì em sẽ bị bắt cóc. Nhưng cô đâu phải là người lạ, phải không cô Sơ Ly, không, cưng à? Ở ngày mai, chúng ta đã biết nhau từ lâu lắm rồi, em đã trả lời cô bé như thế. chương 4, nghe chọn bộ tại mê audio com Bạch Dương Lộng Gió, Đường Ma, Sơ Sai, ngày 10 tháng 10 Anh thân yêu nhất đời, em từng ghét cay ghét đắng những kẻ dám làm hỏng bút của em nhưng em không thể ghét rebecca điều mặc dù chị có thói quen dùng bút của em để chép lại các công thức nấu ăn khi em đang ở trường chị ấy vừa làm chuyện đó một lần nữa và kết quả là lần này anh sẽ không nhận được lá thư tràn chứa tình cảm hay một lá thư dài rằng giặc đâu người yêu giấu hỡi dế đã ngân nga xong bài hát cuối cùng buổi tối trở nên lạnh cóng đến mức em đã có một bếp lò gỗ nhỏ sinh hình chữ nhật đặt trong phòng rebecca đều đã dọn chỗ cho nó vì thế em đã tha thứ cho chị ấy về chuyện cây bút chẳng có gì mà chị ấy không làm được cả và chị ấy luôn nhớ thắp lò sẵn cho em mỗi khi em từ trường về nhà nó là một chiếc bếp lò nhỏ tí ti em có thể tự tay nhấc nó lên trông nó giống như một chú chó mực nhỏ lanh lợi đứng trên bốn chiếc chân thép vòng kiềng nhưng khi anh đổ đầy những nhành gỗ thông vào đó, nó sẽ đỏ bừng lên và tỏa ra hơi nóng tuyệt vời, anh không thể tưởng tượng nổi nó ấm cúng đến nhường nào đâu. Giờ em đang ngồi trước nó, đặt chân lên bệ lò nhỏ tí ti, đặt giấy lên đầu gối và viết ngoáy cho anh vài dòng. Tất cả mọi người ở Summerside, gần như thế, đều đến dự vũ hội của Hardy Pringle. Em không được mời và Rebecca điêu hết sức bực bội vì điều đó, đến mức em chẳng muốn là sám cho vào lúc này. Nhưng khi em nghĩ đến Myra, con gái của ông Hát đi, xinh đẹp và ngốc nghếch, cố gắng chứng minh trong bài kiểm tra rằng hai góc ở đáy một tam giác cân là bằng nhau. Em quyết định tha thứ cho toàn thể gia tộc Pringle. Và tuần vừa rồi, cô bé còn ngờ nghịch liệt kê cả cây treo cổ trong danh sách các loại cây. Tuy nhiên, nói cho công bằng thì không phải mọi lần cười té ghế đều xuất phát từ gia tộc Gringo. Blake Fenton vừa đây định nghĩa một con cá sấu là một loại cá sấu. Đó là những chàng cười sảng khoái tô điểm cho cuộc đời giáo viên. Đêm nay không chừng trời sẽ đổ tuyết. Em thích những buổi tối khi trời âm u muốn đổ tuyết. Gió thổi luồn qua cây cối và pháo đài, khiến căn phòng ấm cúng của em như càng thêm ấm chiếc là vàng rực cuối cùng sẽ bị rứt rời khỏi hàng dương vào tối nay. Đến giờ thì em nghĩ mình đã được mời đến ăn tối ở mọi nhà rồi. Ý em là nhà của tất cả học sinh của em, cả ở thị trấn và ở ngoài ven. Và chào ôi, Gilbert mến thương, em đã quá ngán món mứt bí rồi. Món mứt bí sẽ không bao giờ, không bao giờ được tồn tại trong ngôi nhà mơ ước của chúng mình. Hầu như ở khắp mọi nơi em đến vào tháng vừa rồi, em đều phải ăn MB trong bữa ăn tối. Lần đầu tiên dùng thử, em đã thích ngay, nó vàng óng ánh đến mức em cảm thấy mình đang ăn món mất mặt trời, và thế là em đã khinh suất mà tâng bốc nó lên tận mây xanh. Tin đồn lan nhanh rằng em đặc biệt mê món MB và thế là mọi người ai cũng đặc biệt chuẩn bị món đó cho em. Tối qua em đến dùng bữa ở nhà ông Hamilton và Rebecca đều đảm bảo với em rằng em sẽ không phải ăn món MB bởi chẳng ai trong nhà Hamilton thích món đó cả. Nhưng khi chúng em ngồi xuống dùng bữa, ngay trên tủ buffet là một chiếc bát thủy tinh chạm trổ đựng MB đầy vun tôi chẳng có tí mức tí nào cả, bà Hamilton vừa kể vừa hào phóng xúc cho em một đĩa đầy, nhưng tôi nghe nói cô mê nó hết sức, cho nên chủ nhật rồi, khi đến nhà cô em họ dưới lâu veo, tôi bảo nó. Chị mời cô Shirley tới ăn tối tuần này và cô ấy mê món mức tí hết sức. Em cho chị mượn một lọ cho cô ấy nhé, thế là nó xúc cho tôi ngay, và cô cứ mang hết phần còn thừa về nhà mà dùng ước gì anh nhìn thấy được khuôn mặt của Rebecca Deal khi em trở về từ nhà ông Hamilton cầm theo một lọ thủy tinh đựng MB đầy tới 2 phần 3. Ở nhà chẳng ai ưa món đó, thế là bọn em lén lút chôn nó ngoài vườn lúc nửa đêm, cô sẽ không viết chuyện này đăng báo chứ, chị ấy lo âu hỏi. Kể từ khi Rebecca Dew phát hiện ra rằng em thỉnh thoảng sáng tác chuyện gửi cho các tạp chí, chị ấy luôn sống trong sợ hãi, hoặc hy vọng em không biết chắc nữa rằng em sẽ kể tất cả mọi chuyện xảy ra ở bạch dương lộng gió lên báo chị ấy muốn em viết về gia tộc Pringle và xỉa sói bọn họ nhưng trời ơi chính bọn Pringle mới đang xỉa sói em và kẹt giữa những chuyện đó và công việc ở trường em chẳng còn mấy thời gian để mà sáng tác giờ chỉ còn những chiếc lá úa và nhành cây đóng băng trong vườn mà thôi Rebecca điêu dùng dây lạt buộc những nhành hồng lại rồi chùm túi khoai tây lên, và dưới ánh hoàng hôn, trông chúng giống như một đám ông già gù lưng chống gậy. Hôm nay em nhận được một tấm thiệp của Davy với 10 dấu ích thay cho 10 nụ hôn và một lá thư từ Priscilla được viết trên một loại giấy do một người bạn ở Nhật gửi cho tờ giấy mỏng mượt mà có in. Hoa anh đào chìm phía trên thoát ẩn thoát hiện. Em có vài nghi vấn về người bạn đó của cô nàng rồi nhưng lá thư dày cộp của anh là món quà tuyệt vời nhất trong ngày của em. Em đọc đi đọc lại đến bốn lần để nhấm nháp chọn mọi hương vị của nó, giống như chú chó liếm nhẵn bóng dĩa đồ ăn vậy. Đó hẳn không phải là một cách ví von lãng mạn, nhưng đó là suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu em lúc này. Thế nhưng thư từ, ngay cả những lá thư ngọt ngào nhất cũng không làm em thỏa mãn. Em muốn nhìn thấy anh em mừng là chỉ còn 5 tuần nữa là sẽ đến kỳ nghỉ Giáng sinh. Chương 5, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Vào một buổi chiều tối vào cuối tháng 11, em ngồi trước ô cửa sổ tháp, miệng ngậm bút. Mắt mơ màng nhìn ra thế giới chìm đắm trong ánh chiều tà và chợt nghĩ bụng có lẽ mình nên đi dạo một chuyến ở nghĩa địa cũ. Cô chưa ghé qua đó lần nào, cô thích đi lang thang dọc đường cảng hay xuyên qua khu rừng bu lô và phong mỗi chiều hơn. Tuy nhiên, luôn có một khoảng thời gian vào tháng 11, sau khi lá cây đã rụng hết. Ấy cũng là lúc cô cảm thấy thật khiếm nhã khi tự tiện làm phiền khu rừng, bởi mọi vẻ đẹp thế tục của chúng đã rời đi, và hào quang thần tiên trắng trong thuần khuyết vẫn còn chưa buông xuống. Thế là en buộc mình ghé qua Nghĩa Trang. Hiện giờ cô cảm thấy quá ngã lòng và tuyệt vọng đến mức Nghĩa Trang cũng là một nơi khá vui vẻ đối với cô. Hơn nữa, người nhà Pringle được chôn đầy ở đó, Rebecca điều bảo thế. Họ an nghỉ ở đây qua nhiều thế hệ, ưa thích nó hơn hẳn nghĩa trang mới cho đến khi chẳng còn chỗ nào để chen chân. En cảm thấy mình sẽ được khích lệ một cách tích cực khi tận mắt chứng kiến cảnh vô số người họ Pringle tụ tập ở nơi họ chẳng thể làm phiền được bất cứ ai nữa. Về vấn đề với gia tộc Pringle, En cảm thấy mình đã phải bó tay rồi càng lúc tình hình càng trở nên tồi tệ cứ như một cơn ác mộng kế hoạch phản kháng và hỗn hào một cách tinh vi mà gen pringle tổ chức cuối cùng cũng tiến đến thời khắc quyết định vào một ngày tuần trước cô đã yêu cầu lớp cuối cấp viết một bài luận với đề tài chuyện quan trọng nhất xảy ra trong tuần Gen Pringle đã viết một bài văn tuyệt vời, con bé quỷ sứ ấy vốn rất thông minh và đã chèn vào đó một lời xúc phạm láo cá đến cô giáo, một lời xúc phạm quá rõ ràng đến mức không thể nào lờ đi được. En đuổi con bé về nhà, bảo rằng phải xin lỗi mới cho phép vào học tiếp. Tình hình cực kỳ gay cấn. Giờ đây cuộc chiến giữa cô và gia tộc Pringle đã chính thức bắt đầu. Và En đáng thương biết rõ rằng cờ chiến thắng bên nào sẽ được treo lên. Hội đồng nhà trường sẽ ủng hộ gia tộc Pringle và cô sẽ bị buộc phải lựa chọn giữa cho phép Gen trở lại học hoặc bị yêu cầu từ trước. Cô cảm thấy rất cay đắng. Cô đã làm hết sức mình và cô biết mình có thể thành công nếu được cho dù chỉ một cơ hội. Đó không phải là lỗi của mình, cô đau khổ nghĩ bụng. Ai có thể thành công chống lại một đội quân kháng khít và chiến lược cao siêu như thế chứ? Nhưng cứ nghĩ đến việc thất bại trở về trái nhà xanh, chịu đựng sự căm phẫn của bà Linde và niềm vui sướng của họ nhà Pai. Ngay cả niềm cảm thông của bạn bè cũng sẽ là một nỗi dây rớt. Và khi tin về thất bại ở Summerside lan truyền ra ngoài, cô sẽ không bao giờ được giao một trường học nào nữa. Nhưng ít nhất bọn họ đã không thắng được cô trong buổi biểu diễn kịch nói. En cười phá lên có phần tinh quái và đôi mắt của cô có phần lấp lánh đầy tinh nghịch khi nhớ lại mọi chuyện cô đã thành lập một câu lạc bộ sân khấu trường trung học và hướng dẫn các thành viên tập nhanh một vở kịch để biểu diễn quyên góp cho một trong những kế hoạch tâm huyết nhất của mình, mua một số bảng kẽm chất lượng tốt cho các lớp học. Cô tự mình nhờ Catherine Brooke giúp đỡ vì dường như Catherine luôn bị đứng ra rìa trong mọi việc. Rất nhiều lần cô không khỏi hối hận về hành động này, bởi Catherine cay độc và thích mỉa mai đầy nghiến hơn hẳn thường ngày cô ta đưa ra những nhận xét độc địa trong mọi buổi tập và lông mày lúc nào cũng nhướng lên. Tệ hơn nữa, chính Catherine nằng nặc đòi phải cho Jen Pringle đóng vai nữ hoàng Mary xứ Scotland. Không có ai khác trong trường học có thể diễn vai này, cô ta giải thích vẻ nóng này. Không ai có tính cách được như thế. En không chắc mấy về điều này cô cho rằng Sophie Sinclair, cô gái cao với đôi mắt nâu và mái tóc dày màu hạt rẻ, sẽ tạo nên một phiên bản nữ hoàng Mary hay hơn Jen nhiều. Nhưng Sophie thậm chí không phải là thành viên của câu lạc bộ và chưa bao giờ đóng kịch. Chúng ta không cần dân tay mơ đóng vở kịch này. Tôi không muốn dính dáng đến bất cứ kế hoạch nào không thành công vang dội, Catherine cáo kỉnh bác bỏ, và En đành chiều theo. Cô không thể phủ nhận rằng Gen diễn vai này rất tốt. Cô nàng có năng khiếu diễn xuất tự nhiên và có vẻ toàn tâm toàn ý cắm đầu tập luyện. Họ tập kịch 4 buổi chiều một tuần và bề ngoài thì mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Gen dường như rất hứng thú với vai diễn của mình nên cư xử đàng hoàng hết mức mỗi khi có chuyện liên quan đến vở kịch. En không xen vào mà chỉ để mặc cho Catherine huấn luyện cô nàng. Tuy nhiên, có một hai lần cô bắt gặp vẻ đắc thắng danh mãnh trên mặt gen khiến cô chẳng hiểu vì sao. Cô không thể đoán ra lý do của nó. Một buổi chiều nọ, ngay sau khi các buổi tập bắt đầu, En bắt gặp Sophie Sinclair hòa khóc trong góc phòng thay quần áo nữ. Lúc đầu cô gái chớp mạnh đôi mắt nâu sẫm và chối đầy đẩy, rồi òa ra thú thật. Em rất muốn tham gia vở kịch trở thành nữ hoàng Mary, cô gái nước nở em chẳng có cơ hội nào cha không cho phép em tham gia câu lạc bộ vì phải nộp phí mà tiền ở nhà phải đong đếm từng xu và đương nhiên em chẳng có chút kinh nghiệm nào em lúc nào cũng ngưỡng mộ nữ hoàng mary chỉ nghe thấy tên của bà thôi là em đã kích động đến run rẩy rồi em không tin em sẽ không bao giờ tin rằng bà ấy nhúng tay vào hành động ám sát dan lee sẽ thật tuyệt vời khi tưởng tượng rằng em có thể trở thành bà ấy dù chỉ trong một thoáng về sau, En kết luận rằng thiên thần giám hộ của mình đã thúc đẩy cô giúp đỡ cô học trò nhỏ này. Cô sẽ chép lại lời thoại riêng cho em, Sophia, và hướng dẫn em diễn vai nữ hoàng Mary. Đó là cơ hội tốt cho em luyện tập. Hơn nữa, nếu vở kịch được đón nhận tốt, bọn cô định sẽ diễn nó ở nhiều nơi khác nữa, có thêm người diễn thế cũng tốt, nhất là trong trường hợp Jen không có thời gian tham dự nhưng cô trò mình chưa cần kể với bất kỳ ai về chuyện này. Ngay ngày hôm sau Sophie đã thuộc lầu lầu lời thoại. Mỗi chiều sau khi tan học cô gái cùng En lại về Bạch Dương lộng gió và diễn tập trong gian phòng tháp. Hai cô trò đã có một khoảng thời gian hết sức vui nhộn bởi Sophie là một cô gái tinh nghịch ngầm. Vở kịch định sẽ công diễn vào ngày thứ sáu cuối cùng của tháng 11 ở tòa thị chính, nó được quảng cáo rộng rãi và vé bán hết sạch sành xanh. En và Catherine mất hai buổi chiều trang trí hội trường, thuê ban nhạc và mời một ca sĩ soprano nổi tiếng ở Salad Tao đến hát giữa các màn. Buổi tổng duyệt với trang phục đã thành công mỹ mãn. Jen thật sự xuất sắc và cả dàn diễn viên còn lại cũng không thua kém. Buổi sáng thứ sáu Jen không đến trường, và chiều hôm đó mẹ cô nàng nhắn lại rằng Jen bị ốm và cổ họng rất đau, họ e là cô nàng đã bị viêm amidan. Mọi người liên quan cảm thấy hết sức thương cô nàng, nhưng chắc chắn cô nàng không thể tham gia biểu diễn vở kịch tối đó rồi. Catherine và En thẫn thờ nhìn nhau, cảm thấy gần gũi dù chỉ là một lần trước nỗi tuyệt vọng chung. Chúng ta phải hoãn buổi công diễn lại thôi, Catherine chậm rãi nói. Và thế có nghĩ là thất bại. Sang tháng 12 chúng ta sẽ phải lo lắng rất nhiều chuyện khác. Ôi dào, tôi luôn luôn nghĩ là thật ngốc nghếch khi cố dựng một vở kịch vào thời gian này trong năm mà. Chúng ta sẽ không hoãn lại buổi công diễn, en tuyên bố, đôi mắt cô long lên xanh biếc chẳng kém gì gen. Cô không nói rõ với Catherine Brook, nhưng cô biết rõ mồn một như mọi chuyện khác trong đời rằng khả năng Gen Pringle bị viêm amidan cũng bằng với khả năng cô lăn đùng ra bệnh trong lúc này vậy đây là một cái bẫy ác ý, chẳng biết có thêm tay Pringle nào khác tham gia hay không, mục đích của họ là muốn hủy hoại vở kịch vì cô, Anne Shirley, là người đứng đằng sau. Ôi dào, nếu cô muốn thì cô cứ đi mà làm, Catherine nhún vai khinh khỉnh. Nhưng cô định sẽ làm gì nào? Nhờ ai đó cầm sách đọc lời thoại ư, như thế sẽ làm hỏng hết cả vở kịch. Mary là linh hồn của vở kịch mà. Sophie Sinclair có thể diễn vai đấy hay chẳng kém gì Jen. Bộ trang phục coi bộ cũng vừa với con bé và tạ ơn Chúa, chị là người may và vẫn đang giữ nó, chứ không phải là Jen, đêm hôm đó vở kịch được trình diễn đúng hẹn với khán giả ngồi chật ních. Cô bé Sophie tài hoa diễn vai Mary, trở thành Mary, điều mà Jen Pringle không bao giờ làm nổi. Trông như Mary với bộ váy nhung, đăng ten và trang sức các học sinh trường trung học Summerside ngỡ ngàng dõi theo Sophie đầy thán phục. họ chưa bao giờ thấy cô gái mặc thứ gì khác ngoại trừ những chiếc váy vải xét tối om đơn điệu lỗi mốt, áo choàng lùm thùm và chiếc mũ nhăn nhúm. thế là cô gái nằng nặc bị thuyết phục trở thành thành viên thường trực của câu lạc bộ kịch đích thân trả hội phí cho cô và kể từ đó trở đi, cô gái trở thành một trong những học sinh nổi tiếng ở trung học Summerside. Nhưng không ai ngờ được hoặc tưởng tượng được kể cả chính Sophie rằng đêm hôm đó cô đã đặt bước đầu tiên trên con đường dẫn tới hào quang danh vọng. 20 năm sau Sophie Sinclair là một trong những nữ diễn viên hàng đầu ở Mỹ. Nhưng đối với cô có lẽ không chàng pháo tay nào ngọt ngào tuyệt vời bằng những tiếng hò reo náo nhiệt khi màn buông xuống kết thúc vở kịch ở tòa thị chính Summerside. Câu chuyện mà bà James Pringle đem về nhà kể cho cô con gái gen hẳn sẽ khiến cho cô nàng mắt xanh lè vì ganh tị nếu như nó vốn không xanh sẵn rồi. Ít nhất cũng có một lần gen gặp phải quả báo như Rebecca điêu thốt lên đầy cảm xúc. Và hệ quả của nó là lời xúc phạm trong bài luận chuyện quan trọng nhất xảy ra trong tuần. Andy đến nghĩa địa cũ theo lối mòn giữa hai bờ kè đá phủ rêu cao sen lẫn những cành dương xỉ phủ đầy xương giá những cây dương nhọn lôm đi mảnh rẻ chưa bị ngọn gió tháng 11 tước sạch lá mọc cách quãng hai bên đường. In bóng sẫm màu lên những ngọn đồi tím biếc xa tít tắp nhưng nghĩa trang cũ với nửa số bia mộ đã siêu vẹo được bao quanh bởi hàng linh sam tam tắp cao ngất ủ ê. En không nghĩ là sẽ gặp ai ở đó nên có chút bất ngờ khi thấy cô Valentine Cotalo với chiếc mũi dài thanh tú, đôi môi mỏng mong manh bờ vai gầy nghiêng nghiêng và phong cách quý phái kiên cường ở đằng sau cánh cổng nghĩa địa. Cô đương nhiên là có quen cô Valentine rồi, cũng như tất cả mọi người khác ở Summerside. Cô ấy là thợ may địa phương, duy nhất, và biết tòng 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 mọi chuyện đáng để biết về mọi người, dẫu còn sống hay đã chết. En muốn đi lang thang trong nỗi cô độc, đọc những dòng văn bia xưa cũ đầy đặc sắc, đoán ra tên của những người thương yêu khuất bóng bị lớp địa y che phủ nhưng cô không thể tránh đi khi cô Valentine chuồi tay khoác lấy tay cô và cùng đi thưởng thức khu Nghĩa Trang, nơi mà số người nhà Cotalo ăn nghỉ cũng đông chẳng kém gì nhà Pringle. Cô Valentine không có một giọt máu Pringle nào và một trong những học trò cưng của En là cháu trai của cô. Do vậy, không cần phải quá sức nỗ lực để cư xử lịch thiệp với cô ấy, ngoại trừ chuyện phải để ý không bao giờ được bóng gió rằng cô ấy khâu vá để kiếm sống. Nghe đồn cô Valentine rất nhạy cảm về chuyện này, tôi mừng vì đã tình cờ ghé qua đây chiều nay, cô Valentine nói. Tôi có thể kể cho cô nghe mọi chuyện về tất cả mọi người được chôn cất ở đây. Theo ý tôi, cô phải biết hết cả trong lẫn ngoài của từng xác chết thì mới cảm thấy thú vị ở Nghĩa Trang. Tôi thích đi dạo ở đây hơn là ở Nghĩa Trang mới chỉ có những gia đình lâu đời mới được chôn cất ở đây, còn nghĩa địa mới thì chỉ toàn những tay mơ Tom, Dick, Harry. Gia tộc Cotalo được chôn cất ở góc này. Ôi chao, phải nói là gia đình chúng tôi có số đám tang nhiều khủng khiếp. Cháu tưởng gia đình lâu đời nào cũng vậy chứ, En nhận xét, bởi vì rõ ràng cô Valentine đang mong chờ cô nói gì đó đáp lại. Đừng có nghĩ là bất kỳ gia đình nào cũng được như gia đình tôi, cô Valentine kêu lên ganh tị chúng tôi rất yếu ớt hầu hết chết chỉ vì một cơn ho đây là ngôi mộ của dì bessie của tôi dì ấy là một vị thánh sống nếu thánh sống có tồn tại nhưng không nghi ngờ gì bà chị của dì dì cecilia là đề tài trò chuyện thú vị hơn hẳn lần cuối cùng gặp dì dì bảo tôi ngồi xuống nào bé cưng ngồi xuống nào Dì sẽ chết vào tối nay lúc 11 giờ 10 phút, nhưng không lý gì mà chúng ta không thể tận dụng những giây phút cuối cùng để tám cho thỏa thuê, điều kỳ lạ là cô Sơ ạ. À? Dì ấy quả thật qua đời lúc 11 giờ 10 phút. Cô có thể cho tôi biết làm sao mà dì biết trước được như thế không? En không thể trả lời. Cụ cố có ta lâu được chôn cất ở đây. Năm 1760 cụ đến đây và sống bằng nghề đóng xa quay sợi. Tôi nghe nói trong suốt cuộc đời cụ đóng tới 1.400 chiếc xa. Khi cụ mất, mục sư giảng đoạn kinh thánh, công việc bám theo sau. Và lão Myram Pringle bảo rằng trong trường hợp đó thì con đường đến thiên đường đằng sau ông cố nhà tôi sẽ tắc nghẽn bởi những chiếc xa quay sợi. Cô có cho rằng nhận xét như thế thì chẳng có gu gì cả không, cô Shirley? nếu người nói không phải là một tay pringle em có lẽ đã không đáp một cách quả quyết như vậy đương nhiên rồi vừa đáp cô vừa ngắm một bia mộ được trang trí hình sọ người và xương bắt chéo cứ như cô đang nghi ngờ về gu thẩm mỹ của cả người nằm dưới đó nữa bà chị họ dora của tôi được chôn cất ở đây chị ấy có tới ba đời chồng nhưng ai cũng qua đời rất sớm dora đáng thương dường như không gặp may trong việc chọn một người đàn ông khỏe mạnh người chồng cuối của chị ấy là Benjamin Benning, không được chôn cất ở đây. Ông ta đòi được chôn ở Lâu bên cạnh người vợ đầu tiên. Ông ta hấp hối mà vẫn chưa giảng hòa với bà ta. Dora khuyên nhủ rằng ông ta sẽ đi tới một thế giới tốt đẹp hơn. Ở hớ, ở hớ, Ben đáng thương đáp trả, nhưng tôi đã khá quen với những gì kém hoàn hảo ở thế giới này rồi ông ta uống 61 loại thuốc khác nhau, mặc dù thế, ông ta cũng sống lai nhai được thêm một khoảng thời gian đáng kể. Cả gia đình của ông chú David Cotalo nằm ở đây. Trước mỗi ngôi mộ đều có trồng một cây hoa hồng bắp cải, và ôi chao, chúng nở đẹp hết sảy. Hè nào tôi cũng đến đây hái chúng cho vào lọ hoa khô. Để chúng nở không thì thật là phí, cô có nghĩ vậy không? Cháu, chắc là thế. Cô em gái đáng thương Harriet của tôi nằm ở đây, cô Valentine thở dài. Nó có mái tóc tuyệt vời, giống màu đỏ của cô, nhưng có lẽ không đỏ như thế. Mái tóc dài đến tận đầu gối, khi mất thì nó đã đính hôn rồi. Tôi không ham lấy chồng cho lắm, nhưng tôi nghĩ đính hôn cũng khá là hay đó. Ôi, đương nhiên tôi cũng có vài ba cơ hội. Có lẽ tôi đã quá khó tính nhưng một người họ có ta lâu không thể kết hôn với bất kỳ ai, phải thế không? Rõ là cô ấy không thể làm thế rồi. Frank Dickby, ở góc đằng kia dưới bóng cây sơn. Muốn lấy tôi, tôi có cảm thấy chút ân hận khi từ chối anh ta. Nhưng một tay họ Dickby, ôi trời đất ơi! Anh ta sau đó cưới Jock Ziner chút. Cô nàng lúc nào cũng đi nhà thờ muộn một chút để khoe váy áo. Ôi chao, cô nàng ham ăn diện lắm. Cô nàng được chôn trong một chiếc váy xanh lơ tuyệt đẹp. Tôi may cho cô nàng mặc đi dự đám cưới nhưng cuối cùng cô nàng lại mặc nó trong tang lễ của chính mình. Cô nàng bỏ lại ba đứa bé con rất đáng yêu. Chúng thường ngồi phía trước tôi trong nhà thờ và tôi hay cho chúng kẹo. Cô có nghĩ rằng cho con nít kẹo trong nhà thờ là sai không, cô Shirley? Không phải là kẹo bạc hà, loại ấy thì không sao? Dường như kẹo bạc hà có cái gì đó khá là thiêng liêng, cô có nghĩ vậy không? Nhưng những đứa bé đáng thương kia không thích món đó. Khi khu vực của nhà có ta lâu không còn sót một ai, những lời hồi tưởng của cô Valentine trở nên có phần cay độc hơn. Chẳng có gì đáng để ý nếu không phải là họ có ta lâu. Bà cụ Russell Pringle nằm ở đây. Tôi thường tự hỏi liệu bà ta có lên được thiên đường không? Vì sao thế, En kêu lên khá sốc. Ôi dào, bà ta luôn ghét bà chị, Mary Ann, người chết trước bà ta vài tháng. Nếu Mary Ann ở thiên đường thì tôi sẽ không đến đó đâu, bà ta tuyên bố. Và cưng à, bà ta là loại phụ nữ nói gì làm đó. Kiểu Pringle đấy mà. Họ thời con gái của bà ta là Pringle và bà ta kết hôn với ông anh họ Russell. Đây là bà Jan Pringle. Janetta Bird. Mất đúng một ngày trước khi tròn 70 tuổi, người ta đồn rằng bà ta không dám sống lâu hơn cái ngưỡng thất thập cổ lai hy dù chỉ một ngày, bởi vì đó là giới hạn trong kinh thánh. Lời đồn tức cười quá, phải không? Tôi nghe nói chết là điều duy nhất bà ta dám làm mà không cần xin phép chồng. Cưng à, cô có biết ông ta từng làm gì khi bà ta mua một chiếc mũ mà ông ta không thích không? Cháu không thể tưởng tượng ra được ông ta ăn nó cô valentine nghiêm túc tuyên bố đương nhiên đó chỉ là một chiếc mũ nhỏ gen và hoa không có lông tuy nhiên phải nói là nó khá khó tiêu đấy tôi đoán là dạ dày ông ta sẽ đau quặn trong một thời gian dài cho coi đương nhiên là tôi không tận mắt thấy ông ta ăn nó nhưng ai cũng bảo với tôi rằng chuyện thật xảy ra như thế cô nghĩ sao nào cháu tin là một tay pringle thì có thể làm được mọi trò en cay đắng đáp Cô Valentine siết chặt tay cô cảm thông. Tôi thông cảm với cô lắm, thật đấy. Bọn họ cư xử với cô thật là khủng khiếp. Nhưng không phải Summerside chỉ toàn là Pringle, cô Celia, đôi khi cháu nghĩ ở đây chỉ toàn là người họ Pringle thôi, En nói với nụ cười phiền muộn. Không, không phải thế đâu. Vẫn còn rất nhiều người muốn thấy cảnh cô chiến thắng bọn họ. Cô đừng đầu hàng dù bọn họ có dở trò gì đi nữa chẳng qua là họ bị sa tăng nhập vào người đấy thôi. Nhưng bọn họ rất gắn bó với nhau, và bà Sarah rất muốn người họ hàng của họ làm hiệu trưởng. Nathan Pringle nằm ở đây. Nathan luôn tin rằng bà vợ cố đánh thuốc cho mình chết, nhưng ông ta không phiền gì. Ông ta tuyên bố rằng thế thì cuộc sống càng thêm thú vị. Có lần ông ta nghi ngờ bà vợ bỏ thuốc độc ác sần vào món cháo. Ông ta đem ra ngoài cho con lợn ăn thử ba tuần sau con lợn chết. Nhưng ông ta nói rằng đó có lẽ là trùng hợp ngẫu nhiên, dù sao thì ông ta cũng không chắc đó là con lợn mà ông ta cho ăn cháo. Cuối cùng thì bà vợ qua đời trước và ông ta bảo rằng bà ấy luôn là một người vợ tốt, ngoại trừ vấn đề kể trên. Tôi nghĩ nên khoan dung cho rằng ông ta đã nhầm lẫn về chuyện đó. Tưởng nhớ đến cô Kinsey, em đọc to đầy kinh ngạc. Đúng là một đoạn văn bia kỳ lạ. Cô ấy không có cái tên nào khác sao? Nếu có thì cũng chẳng ai biết cả cô Valentine đáp. Cô ấy đến từ Nova Scotia và làm việc cho nhà York Pringle suốt 40 năm. Cô ấy bảo tên mình là Kinsey si và tất cả mọi người đều gọi cô ấy như vậy. Cô ấy đột ngột qua đời và sau đó mới phát hiện ra là chẳng ai biết tên thánh của cô ấy là gì, cũng chẳng tìm được họ hàng gì của cô ấy. Thế là họ viết trên bia mộ như vậy đấy, nhà George Gringo chôn cất cô ấy rất đàng hoàng và trả tiền cho bia mộ. Cô ấy là một người hầu gái chăm chỉ và trung thành, nhưng nếu cô gặp cô ấy, có lẽ sẽ nghĩ rằng khi sinh ra, cô ấy đã là cô Kim rồi. Vợ chồng James Molly nằm ở đây. Tôi có tham dự đám cưới vàng của họ. Linh đình lắm nhé. Quà tặng này, diễn văn này, hoa hòe này và con cái của họ đều có mặt, họ mỉm cười cúi chào trong khi căm ghét nhau hết mức. Ghét nhau ư? Ghét cay ghét đắng, cưng à, ai cũng biết điều đó. Họ căm ghét nhau nhiều năm lắm rồi, thực ra là gần suốt thời gian kết hôn. Họ cãi nhau trên đường từ nhà thờ về nhà sau đám cưới. Tôi thường tự hỏi làm thế nào mà họ có thể thu xếp nằm nghỉ yên bình bên cạnh nhau thế này? một lần nữa en dùng mình. Khủng khiếp quá, ngồi đối diện với nhau trên bàn ăn, nằm bên cạnh nhau mỗi tối, đi đến nhà thờ làm lễ rửa tội cho con cái, và lúc nào cũng căm thù nhau. Nhưng lúc đầu thì họ phải cũng phải yêu nhau chứ. Liệu cô và Gilbert có bao giờ, nhảm nhí? Đám Pringle bắt đầu làm cô khùng rồi. Anh chàng John táp đẹp trai được chôn cất ở đây mọi người luôn ngờ rằng anh ta là lý do khiến Anetta Kennedy đâm đầu xuống biển tự tử. Đám nhà mắc táp ai cũng đẹp trai, nhưng cô không thể tin bất cứ lời nào của họ. Ở đây từng có một bia mộ của ông chú Samuel của anh ta, ông này được đồn là chết đuối ngoài biển năm chục năm trước. Khi thấy ông ta hóa ra vẫn còn sống gia đình bèn dỡ bia mộ xuống người bán không chịu nhận lại bia mộ, thế là bà Samuel đành dùng nó để làm thớt cán bánh. Cứ nghĩ đến việc dùng một phiến cẩm thạch để trộn bột coi. Cái bia mộ cụ ấy dùng tốt chán, bà ta bảo thế. Món bánh quy mà đám trẻ nhà mắc táp hay đem đến trường lúc nào cũng có dấu chữ hay hình vẽ khắc lên, những màu văn bia ấy mà. Bọn họ chia bánh hào phóng lắm, nhưng tôi chẳng dám ăn miếng nào. Tôi nhạy cảm với thể loại ấy lắm. Ông Harley Pringle nằm ở đây. Ông ta từng phải đẩy Peter Mactab dọc đại lộ chính trên một xe cút kít đầu đội mũ bon vì một lần cá cược bầu cử. Tất cả Summerside thò đầu ra chiêm ngưỡng, ngoại trừ đám Pringle, tất nhiên rồi. Họ suýt chết vì xấu hổ. Millie Pringle ở đây. Tôi rất mến Millie, dẫu cô ấy họ Pringle. Cô ấy rất xinh đẹp và thanh thoát như một nàng tiên cưng à thỉnh thoảng tôi nghĩ vào những buổi chiều thế này cô ấy sẽ chuồi dậy khỏi mộ và nhảy nhót như thuở xưa nhưng tôi cho rằng một người theo đạo không nên dung túng những suy nghĩ như thế đây là mộ của Hấp pringle ông ta là một trong những tay pringle vui tính ông ta luôn luôn làm mọi người phá lên cười ngay trong nhà thờ khi một con chuột rơi ra từ cụm hoa trên mũ của meta pringle lúc cô ta cúi xuống cầu nguyện tôi không cảm thấy muốn cười tí ti nào tôi không biết con chuột đi đằng nào rồi tôi kéo váy áp sát vào mắt cá chân rồi túm chặt lấy nó cho đến khi xong lễ nhưng nó khiến tôi chẳng thưởng thức được bài giảng chút nào hớp ngồi ngay đằng sau tôi và ông ta gào tướng lên những người không thể nhìn thấy con chuột nghĩ rằng ông ta đã phát điên đối với tôi chàng cười của ông ta cứ mãi văng vẳng nếu ông ta còn sống ông ta sẽ bênh vực cô, dù Sarah có nói gì đi chăng nữa. Đương nhiên đây là đài tưởng niệm thuyền trưởng Abraham Pringle. Nó ngạo nghễ chiếm lĩnh cả nghĩa trang. Bốn bục đá nhỏ dần đặt chồng lên nhau tạo thành một bệ vuông, một trụ cẩm thạch lớn nhô lên từ đó, đỉnh là một chiếc bình trên có phủ một diềm đá quái dị. Bên dưới là một thiên sứ béo mập đang thổi tù và xấu quá đi mất, en thẳng thắn nhận xét. Ôi, cô thấy vậy sao? Cô Valentine có vẻ khá bất ngờ. Khi mới dựng lên thì ai cũng thấy rất đẹp. Thiên sứ kia vốn là muốn ám chỉ Gabriel thổi kèn đồng. Tôi nghĩ rằng đó là một điểm nhấn thanh lịch cho cả Nghĩa Trang. Chi phí xây dựng đến 900 đô la đấy. Thuyền trưởng Abraham là một ông lão đáng trọng. Tiếc là ông đã mất rồi. Nếu ông ấy còn sống thì đám Pringle sẽ không chèn ép cô như thế này đâu. Tôi không ngạc nhiên khi thấy Sarah và Ellen rất tự hào vì cha, mặc dù tôi nghĩ họ có hơi tung hô quá đáng. Đến cổng Nghĩa Trang, En quay đầu nhìn lại. Một khoảng lặng thanh bình lạ kỳ động lại giữa vùng đất lặng gió. Ánh trăng đã bắt đầu vươn những ngón tay dài len qua những cụm linh sam sẫm tối, thỉnh thoảng lại lướt qua một tấm bia mộ nào đó, để lại những bóng nghiêng với hình thù quái dị. Nhưng dù sao thì Nghĩa Trang cũng không phải là một nơi buồn thảm những người an nghỉ nơi đó dường như trở nên sống động hơn sau những câu chuyện của cô valentine tôi nghe nói cô có sáng tác chuyện cô valentine lo âu thốt lên khi họ đã bước xuống đường cô sẽ không viết lại những gì tôi vừa kể trong chuyện của mình chứ cô có thể an tâm cháu sẽ không làm thế đâu en hứa thế cô có nghĩ rằng nói xấu người chết thực sự là sai lầm hay nguy hiểm không cô valentine thì thầm có chút lo lắng cháu không cho rằng thế, en đáp chỉ là có phần không công bằng, giống như đánh những người không có khả năng tự vệ vậy. nhưng cô không hề nói điều gì quá đáng về bất kỳ ai. cô có ta lâu à, ạ, tôi có kể với cô rằng nathan pringle nghĩ rằng vợ ông ta đã cố đầu độc mình, nhưng cô vẫn chỉ nghi ngờ chứ không buộc tội bà ấy và thế là cô valentine an tâm quay về.